Hello mấy chị. Hello mọi người nha. Đợi em đi xíu nha, em sẽ like cái nha mấy chị đẹp ơi. Trưa nay em xả cái hàng của mấy chị đặt mà không có chốt đơn này, để em xả ra em tặng cho mấy chị hết luôn đi. Để hoài chật chội nhà em quá à. Đợi em đi xíu nha mọi người. Nói chung là mấy chị đặt toàn là bao bao mà không có ít đâu nè. Mấy chị đặt người bao bao chơi ra đặt cho vui. Đây. Không, đặt cho vui á mấy chị. Rồi mấy chị xe lam em đi, bắt đầu em lên tặng cho. Coi. Hello mọi người nha. Ho nữa coi. Trời ho nữa. Hello mấy chị, đợi em tí xíu. Tại vì tối nay em có việc, tối nay em không có like cho nên là em like buổi trưa này nha mọi người. Rồi lên em xả tặng nha. Nói chung là mấy chị mua bên em về mặc cho nó sướng, không có nhiều tiền chứ mặc cho nó đã. Sao tự nhiên em trời em sụp tối xuống hả? Trời ơi. Ông đang sáng chân tự nhiên giờ ông tối thui xuống rồi. Dạ rồi em lên xả tặng nhanh nha. Ba cái bịch. Còn chị mới chụp ra cái mà. Rồi nha mọi người. Khép cái cây đó là kim chỗ dục nó đi đâu rồi. Giờ mới vô góc đó đi. Dạ. Nói chung là mấy chị ơi, chị nào mà thật sự mua hàng nhận được hãy đặt giùm em mấy chị ơi, chứ tội nghiệp em quá. Chứ mấy chị cứ lên, mấy chị cứ lên, mấy chị đặt xong cái em chốt đơn cái mấy chị im ru hết trơn. Bây giờ một chị một bao vậy không nè. Mỗi một chị một bao như vậy không em xả ra thì chết em luôn á mấy chị. Đơn hàng bữa nay là em đi hết rồi nha mọi người ơi. Đơn hàng bữa nay em chốt hồi sáng giờ là hồi trưa đi hết rồi nha mấy chị. Khi bây giờ mấy chị mua nữa thì dồn đơn bữa nay với lại ngày mai. Nha, chị nào mua nữa thì dồn đơn bữa nay với ngày mai đi cái đơn sau giùm em. Đúng rồi, bộ tôi mặc là to anh nha bà ơi. Bộ em mặc là 60kg về lận nha mọi người, em mặc rộng lắm. Nói chung bộ to em mặc hơi rộng. Nè, 60kg về cho em. Bộ to đùi, mát cực kỳ trời ơi. Nó rộng nhưng mà tôi vẫn lấy tôi mặc với bà ơi, nó mát dữ lắm. Nha, bây giờ em xả trước. Mấy chị cho em một hai la like đi mấy chị ơi nè. Nói chung lại á mấy chị, khi mà em chốt cho mấy chị trên like á là em tin tưởng là mấy chị đặt hàng mấy chị nhận em mới chốt. Em cho mấy chị chốt quá trời luôn, chốt người bao bao không. Tới chừng em nhắn tin em chốt đơn em ra bill hết rồi, cái nhắn tin mấy chị không trả lời. Thiệt luôn em không biết cái vụ này tới khi nào nó mới hết. Rồi mấy chị ơi share like giùm em đi, em lên em tặng nha mọi người. Share like giùm em đi nè. Ra bill hết trơn, có áo thái áo lộn xộn nè. Mà 5-6 chị như vậy nè. Mỗi chị lựa toàn là một bao không. Rồi nha, chị nào có chia sẻ thì lên em tặng nha. Em cũng biết giờ. Đồ bé trai còn. Bé trai còn nha, 15-25kg. Đây nè mấy bà. Trời ơi, mấy chị chơi vậy là chết em luôn. Mấy chị đặt xong, mấy chị im ru là chết em luôn. Có số chị đặt xong rồi nhắn tin xả đơn. À, em về quê rồi em mẹ em bệnh, ba em bệnh vô tùm lum. Rồi một số người thì nhắn không trả lời, một số người thì lý do này lý do nọ để xả cái đơn hàng ra, trong khi chốt cho mấy chị là một bao bao chà bá vậy không nè đó. Rồi bây giờ em khui luôn cho mấy chị nè, phong rộng nè, phong rộng cho em đi. Áo này em bán 35.000 nè, bây giờ em khui luôn 25.000 rộng nè đó. Chị nào lấy rộng comment rộng 25.000. 20.000 luôn đi, mệt quá xả đi. Xả xui luôn đi 20. Xả xui luôn nha, rộng 20. Ai lấy rộng comment cho em 20.000 bộ đó, cái áo đó tặng luôn á. Dạ xe like giùm em mấy chị. Rồi áo thái rộng nè. Lên cho em con này con thái rộng nè, tặng luôn 35.000 thái rộng. Chị nào lấy thái rộng comment 35.000.
Chấm bài, chấm bài giùm em mấy bà ơi. Rộng nha, 35.000. Rồi bộ đồ bé này tặng luôn 10k nè. Gửi rồi em ơi. Đơn nào mà nhắn tin chốt đơn rồi là gửi rồi hết nha. Đây mấy bà lên cho tôi bộ bé nè. Bộ bé này khoảng 12kg về tặng luôn cho bộ đuổi nè. Tặng luôn cho bà nào chia sẻ. Tặng cho bộ này 10k nha, nhớ chia sẻ giùm em 10k. Lên cho em bộ bé 10k. Mít còn mà nữa hả? Chín cái mít nữa kìa. Ừ, ba mới cắt vô kìa. Lên cho em bộ bé tặng 10k mấy chị ơi, bộ đuổi bé nha. Bộ này khoảng 12-13kg gì đó. Tặng cho 10k, nhớ share like giùm em. Có chia sẻ mới được chị ơi. Chị Nguyên Nguyễn ơi, em không có thấy logo chia sẻ của chị luôn á. Trời ơi, bây giờ nó mới thấy nè má ơi. Ok, Uyên Nguyễn 10k đi. Còn nhiều lắm. Ai lấy bộ bé 10k comment cho em tặng 10k bộ. 10k cho Uyên Nguyễn, 10k cho Dung, bé Dung. Bé Dung đi để lộn với bà Dung kia. Đây còn bộ nè. Bộ đuổi bé nha. Trời ơi, đẹp cực kỳ luôn. Tại này tôi không có bé nhỏ, tôi có bé nhỏ để cho tụi nó bận. 10k cho em mấy chị ơi. 10-12kg, nói chung bé nào chờ hơi gầy gầy là 15kg luôn á. Tặng 10k cho chị Trang Thùy nè. Cái này em tặng nha, cho chị Trang Thùy 10k, ok chị. Em đang xả bao hàng ra nè mấy chị ơi. Mấy chị lên xe like giùm em đi rồi em bán tặng cho nha. Rồi cái áo thái nè. Áo thái này bữa giờ không có bán nè, bơm hàng, đặt hàng chơi nè. Lên cho em con thái này đi, tặng luôn 45.000 thái. Chị nào lấy thái comment 45. Thái này là hàng 65 của em á. Giờ xả bơm luôn 45-55kg về. Comment cho em thái 45. Thái chuột cho em 45.000 nha. 55kg về, thái chuột 45k. Trời ơi, bộ 3D nhóc hết trơn rồi mấy bà ơi. Bộ 3D nhóc hết trơn, bộ cute nè. Cute cho em mấy chị ơi, cute nha. Đây, cute cho em đi nè. 60-65kg giờ xả luôn 45.000 đi. Xả tặng luôn 45.000 cute màu xám. Comment cho em xám 45 cái này tặng. Bộ to em đang mặc là 75.000. Xám 45. Bộ to em mặc là 75.000. Ton lụa 45 cho chị Nguyễn Tuyết. Comment cho em rộng đen. Rộng đen cho em đi 15.000 đen. Áo này 55kg về 15k. Chị nào lấy đen comment đen 15. Hằng Phạm ơi, bà anh bóc qua giùm tôi cái bà Hằng ơi. Nay định chốt đơn bà mà tìm hình như bên trang nào không nhớ nữa. Rộng đen cho Mộng Kiều 15. Đen cho Mộng Kiều 15. Rồi lên cho em gấu đi 45 luôn nè. Lên cho em con gấu 45 đi, cái này em tặng nè nha. Lên cho em gấu 45 luôn. Em ghét nhất là mấy chị đặt xong mà nhắn tin chốt đơn em gu là em ghét động trời luôn á. Gấu 45 cho Thủy Tiên nè. Ví dụ mình đặt hàng ta mình lấy hay không mình nói tiếng, nhắn tin xong, nhắn tin chốt đơn xong im cái miệng luôn. Lúc đặt hàng á thì biết đặt, nhưng mà khi người ta chốt đơn xong cái im cái miệng không biết sao luôn. Rồi lên cho em con thái đi, thái này 55 nè. Thái đỏ cho em 55.000. 55kg về đỏ. Chị nào lấy đỏ comment đỏ 55.000 cho em. Thái này là thái xịn luôn mấy chị, thái loại 1 luôn á, xịn sò cực kỳ luôn. Comment cho em đỏ 55. 55kg về thái. Chán ghê luôn. Đặt một bao luôn, đỏ cho bé Dung 55.000. Cái chất đó là thôi khỏi chê đâu vô đâu luôn. Rồi lên cho em. Lên cho em một bộ cô tông phối. Cô tông phối cho em quần dài nè. Trời ơi nó đẹp nè má ơi. 60-62kg về cho em. Comment cho em bộ trà sữa đi. Bộ này em tặng luôn 69.000. Comment cho em bộ trà sữa 69. Xuất sắc chưa mấy chị. Comment cho em bộ trà sữa 69.000. Nguyễn Dọn Chí là Chí hả? Giọng hả?
idol lên coi like đồ bay idol ghê ta. 63 kg cao nhiêu chị ơi? 63 kg cao nhiêu? Có chứ có. Rồi lên cho em bộ bé nè, bộ bé 18 kg đổ về bộ bé cho em, bé xịn luôn nha cô Tâm Thái nè. Lên cho em bộ bé đi, em tặng cho bộ bé này 35.000 bộ bé. Comment cho em bộ bé 18 kg về 35.000 bé. 63 kg cao nhiêu cho trà sữa cho Nguyễn Thùy Nhân. Trà sữa Nguyễn Thùy Nhân bộ đó 69.000 bộ. Bộ trà sữa đó là 62 kg về đó, mấy 665. Bé cho Thủy Tiên 35. Thùy Nhân là bên em luôn hả? Sao dục qua đó? Thủy Tiên bé 35. Gãi rồi nha Hoa Xương Rồng ơi. Mấy 58 63 kg hả? Mặc bộ nào em nói 65 kg chị mua là vừa. Rồi lên cho em một con Thái nè. Thái giùm em 58 kg về áo Thái nha. Em sale cho áo này luôn 35.000. Comment cho em Thái tím 35. Thái tím 35 giùm em nha. Tím 35. Tím 35 giùm em. Nhỏ này bà này bà mua nhiều lắm trong đây nè. Đủ loại trong đây luôn. Rồi lên cho em bộ lụa đùi. Lụa đùi xem mà. Lụa đùi em mà em sale nha. Đùi em mà già xả luôn đây 70 luôn. Lên cho em đùi em mà 70. 50-52 kg về comment cho em đùi em mà. Đùi em mà giùm em 70 chị Ngọc Ngân ơi. Đơn của chị ít quá em chưa có chốt quá, chị lựa thêm nha chị Ngọc Ngân. Đơn của chị ít quá em chưa có chốt quá. Trời ơi. Đây bé đây còn bộ nè. Trà sữa vừa chị ơi, tại vì trà sữa là bộ thun. Mấy 58-63 kg là mặc vừa bộ trà sữa nha. Trà sữa là bộ thun, còn bộ lụa thì nó không có giãn, còn bộ thun là có giãn. Đây lên cho em con satin này đi. Con satin này 55, ai xin lỗi. Con satin này 65 kg về nè. Con satin này 65 kg về cho em. Em bán tặng cho mấy chị bắt đèn đi thôi. Nó màu quá cưng ơi. Màu màu áo áo kỳ quá. Lên cho em con satin đi mấy chị. Con satin này em sale tặng cho mấy chị luôn nè. 75.000 nè. Satin satin 65 kg về. À, bắt lên cái nó khác liền. Sáng liền. Comment cho em satin chuột em sale luôn 75. Lỗ sặc máu luôn. Tại có con bộ xả tặng luôn cho rồi. 75.000. Đây bé em còn bộ nha. Bé em còn bộ 15 kg sale 35.000 luôn bé nè. Ai lấy bé comment bé cho em 35.000 15 kg về. 15 kg về 35.000 bé. Cả có mấy chị em bán mấy chị mấy bà ơi, tại vì tối nay em có việc á, tối em không có like được á. Rồi 60 kg về bộ gấu đùi. 60 kg về bộ gấu đùi này em sale luôn cho mấy chị 70 nè. Hôm qua chị thấy em like không kịp thở luôn không. Ai lấy gấu tầm mẹ 60 kg đây, hai bộ cua tê nè. Trời ơi em nói chứ một like một hồi tùm lum hàng đâu có nhớ đâu chị ơi. Gấu cho Thủy Tiên nè. Gấu cho Thủy Tiên vào đó xe 70 luôn. Gấu đùi. Đùi gấu đó còn đó hả? Em gút bầu gấu đen mình nó phải đùi à. Xe 70.000. Phải không? Cô te này tặng luôn 45 nè. Cại nó có em bán lỗ luôn này cho bé Dung. Cô te này em bán 45 cho mấy chị luôn nè. Thanh gọn lẹ luôn. Cô te cho chị Tuyết nè. Nguyễn Tuyết 45. Còn bộ hồng nữa nha. Ai lấy hồng comment hồng 45.000 cho em cô te.
Bộ tôn đùi em mặc là 60kg về nha mấy chị ơi. Đây, lên cho em bộ hồng luôn, hai bộ luôn. Rồi lên bộ bé phải không? Hàng này 60 giờ sale có 45.000 nữa, không lấy nữa thôi luôn, thiệt luôn. Không lấy nữa thôi, không biết cần gì lấy luôn mấy bà. Cho chị Tuyết luôn. Rồi nha, lên bộ bé nha. Lên bộ bé nha mấy chị ơi, bộ bé, bộ bé. Màu tím em còn size số 10, 11, 12, 13, 15. Từ số 10 tới số 15 cho em. Đây. Số 10 là 18kg. Số 10 là 18, 20kg đổ về là mặc số 10 cho em. 18kg đổ về là số 10. Số mỗi một số lên giùm em 2-3kg nha. Đây số 10 là nhỏ nhất nè. Là 18kg. Đó. Bé số 15 cho chị Văn Nguyễn nè. 60.000 bộ. Bao giá cho mấy chị mua luôn nè. Comment cho em size nha. Em còn số 10 là 18kg. Số 11 là 20kg. 11 là 20, 22 nè. 12 là 25kg nè. 13 là 27, 28. Rồi chị nào lấy comment em còn từ 18 đến 28kg. Chị nào lấy bé tím comment cho em bé. Còn 10, 11, 12, 13 nha. Ai lấy comment cho em. Bé trai trước phải không? Ủa, ai hỏi em bé trai bé gái vậy ta? Tôi chưa có like xong luôn đó mấy bà. Tôi còn mấy cái bao hàng tôi còn xả nữa đây nè. Bé trai em còn có mấy bộ đi nha. Còn size nhỏ. Đây bộ này em còn từ size số 9. Số 9. Số 9 là 10 16 17kg là số 9 nè. 16 17kg là mặc số 9 cho em. 18kg là mặc số 10. Đó, nó y chang như bộ kia thôi mấy chị ơi. Từ số 9 tới số số 9 tới số 14. Chị nào lấy comment cho em. Màu đỏ, comment cho em màu đỏ. Bộ này có tay nha. Màu đỏ có tay giùm em. Đỏ có tay nè. Từ số 9 tới số 14. Số 9 là 10, 17kg. Bé số 10 hả chị Phong Trần? Bé số 10 đúng không? Số 10 cho Phong Trần nè. 60.000 chị ơi, đẹp lắm. 12, 13, 14. Rồi em còn số 9 tới số 14 nha. Đỏ 12 dạ. Chị Trang Thùy 55 nha. Chị sĩ. Đỏ 12 cho chị Trang Thùy. 14. 14 là 30kg. 26-27kg á. Ký đổ về. Trời ơi. 30kg. Đây là 14 nè. Thun mặt mát lắm mấy chị, khách nhận hàng bộ bé rồi, chị nào cũng khen. Thun mặt cực kỳ mát. Đây 14 nè, đỏ 14 nó như nè. Mấy chị nghe giùm em nói sang lần mấy bộ kia nó sẽ y chang như vậy nha. Đỏ 14 nó như nè. 60.000 bộ. Rồi em còn 9, 11 với 13. 13 là 25-26kg. 11 là 22-23kg. Số 9 là 17-18-16-17kg. Áo nam xịn còn không, cổ trụ 65kg. Chị ơi áo nam xịn em hết. Em đâu có cổ trụ đâu. Áo nam xịn em có cổ tròn à, cổ trụ vài bữa nữa mới có. Nam xịn em còn cổ tròn không mà chế ơi. Ủa mình đâu có nam xịn cổ trụ đâu. Màu xanh cho em.
Màu xanh này em còn 10, 11, 13. Màu xanh em còn 9, 10, 11, 13. Ai lấy xanh comment xanh cho em. Xanh. Nhưng mà không biết có size 65kg em nha trời. Xanh số 10 cho Phong Trần 60.000. Còn bịch bánh nóng đặng á Thảo. Để lâu quá trong đó á Thảo. Cái đóng đồ. Lấy bút cho rồi đi. Na dám nó miền xèo lắm rồi ạ. Ai lấy xanh comment xanh cho em mấy chị ơi. Trời ơi đẹp quá trời luôn. Xanh cho em 11 cái gì Trang Thùy. Trang Thùy xuống nha. Đó, ai lấy xanh comment em còn số 9 và số 13. Đẹp lắm mấy chị. Cô Tâm xịn luôn á. Cô Tâm xịn luôn á. Xanh em còn 2 bộ 9 và 13 nha. Rồi màu trắng em còn 9, 10, 11, 12, 13. Màu trắng này em còn từ số 9 đến số 13. 13. 13 là khoảng 25-26kg á chị. Comment cho em trắng. Trắng còn từ số 9 đến số 13 cho em trắng trắng. 9 tới 13 mấy chị ơi. 9 tới 13 cho em trắng nè. Ai lấy trắng comment trắng. Trắng. Cho chị Trang Thùy. Trắng 13 cho Như Như. Rồi. Ai lấy trắng nữa comment cho em nha. Em còn 9, 10, 12. Trắng em còn 9, 10, 12 nha. Còn dọn không? Trắng em còn 9, 10, 12. Màu đen. Màu đen này còn 9, 10, 11, 12, 13. À màu đen còn 9, 10, 11, 12 và 14. Đây 14 nè. Ai lấy đen comment đen cho em. Bộ thể thao bé nè. Ai lấy 10, ai lấy đen comment đen cho em nha. 9, 10, 11, 12 và 14. Ai lấy đen comment đen cho em. Đen. Đó. Ai lấy đen comment đen. Rồi bây giờ em qua bộ bé. Bộ bé còn mấy bộ dục đây hả? 60.000 chị ơi. Bé ngoài này, bé ba đen ngoài chứ đi. Em lên bộ bé gái là xỉu lên xỉu xuống luôn. À còn cục màu trắng nữa. Thể thao còn nhiêu đây á. Rồi lên bé luôn cho hết luôn nè. Bé 3D. Thì sao không đưa hết mà còn nhá nhá nữa ta. Dục cái bò đen xuống đi. Bé trai khỏi đi. Cho nên gì cái màu đen Adidas á. Ừ. Còn size gì? 9, 11, 13. 13 số 2. 13 đen á. Ủa số đen em không có 13 chị ơi. Đây đen đá này có 13 nè. Đen này em còn 9, 11, 13. Comment cho em đát nè. Đen đát này em còn 9, 11, 13 nè. 60.000 bột. Đen 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 Adidas cho em nha. Đen đát này em còn 9, 11, 13. À, trắng 13 hả? Trắng đá hả Thảo? Trắng đá còn 13 không? Hết không? 13 chị kia lấy rồi. Rồi cho Như Như đen đá 13 nè. Rồi còn bộ này trong nhà của anh cầm qua đây. Rồi lên cho em bộ 3D bé gái nha. Bộ 3D bé gái đây số 12. Số 9 số 12. 3D bé gái giùm em quần dài 65, tiểu thư 60. Đây quần dài như vậy 65.000. Ai nhận hàng này rồi thì biết nè. Số 9 là 20-22kg là mặc số 9 cho em. Đó chị nào lấy bé gái comment cho em mã này mã số 1 đi. Quần dài bọn này 65.000 giùm em số 1. Em bao cho mấy chị chất luôn. Đây hàng mạc nè.
bao chắc cho mấy bà luôn. Rồi comment cho em số 1, size 20-22kg số 1. 20-22kg là mặt size số 9 giùm em. Rồi 25-27kg là mặt size số 12 nè. Số 12 này là 30kg mặc được luôn, số 12 á nha. Nè. Số 12 này là bé gái 30kg mặc được luôn. Ai lấy số 12 thì comment cho em 12 nè. Bộ bé gái này 65.000. Bé trai em hết rồi nha. Có ai coi bé gái không? Không, em lên hàng sale nha mọi người. Đó, số 9 với số 12 đó. Con khỉ này em cũng còn số 9 với số 12 luôn nè. Con khỉ này cũng còn 20, 22 với là 30kg. Ai lấy khỉ comment 65.000. Đây nha. Trời ơi, buổi trưa like gì vắng dữ vậy ta. Rồi qua nha mọi người. Không có chị nào coi bé gái em qua nha. Em qua đi. 9, 11, 12, 3 màu. Coi bé gái này để em muốn bán sao thì mới bán. Rồi để em sale mấy cái hàng xả đi. Bé gái nó nhiều mẫu lắm. Rồi em lên cái bao xả của bà này nữa nè. Khỉ 30kg. Số 12 á. Ok chị Uyên Nguyễn 30kg số 12 giùm em. Uyên Nguyễn. Trời ơi bò này 65.000. Mấy chị mua về đi coi cái chất của nó đẹp mê luôn. Rồi em xả bao của bà này ra nha. Đặt hàng xong nhắn chốt đơn im ru mà chán mấy má này thiệt chứ. Rồi mấy chị ơi 62-65kg đổ về cho em satin. Comment cho em gấu đi. Bò này em sale cho 75.000 luôn gấu. Bò này 65kg về mặt vi vu luôn. Comment cho em gấu. Gấu này sale 75.000. Gấu khỉ 30kg. Khỉ còn cái size kia size gì? 11 phải không? Số 9 với số gì nữa? Ừ. Nguyễn Loan nè. Nguyễn Loan nào vậy ta? Nguyễn Loan anh bóc qua giùm em cái nha chị đẹp. Nguyễn Loan 11. 30.000. Chị nào lấy satin 65kg còn men xe 75 nha. Còn nhiều á, 3D đó còn mấy mẫu nữa đó. Cái mẫu con Hello Kitty đâu hả? Ừ. Bộ lộn mà chuột Mickey. Nói lộn. Đây nè. Bé còn nhiều mẫu đẹp lắm mà tại vì em thấy mấy chị không muốn mua cho nên em định qua hàng khác. Đây em còn bộ này size trời size đại size 13 nè. Đây. Size 32 35kg. 32 35kg nè. Chị nào lấy size 35kg comment cho em số 1 đi 35kg nè. Số 1 này em còn 22 30 với 35kg số 1 này. 3D mà mẫu Loan á mấy chị mẫu đang hot á 65kg. Dạ ton lửng còn chị ơi, em đang mặc ton đùi nè. Đợi xíu đi nay em xả ton lửng luôn, ton lửng còn nhiều kìa. Comment số 1 cho em 3D quần dài bé nha. Chị nào mua bò bé size nhỏ lấy bò này mấy bạn ơi. 15kg cho em bò này 60. 15kg nè. Ai lấy 15kg comment cho em 60.000. 15kg. Ai lấy chuột 15kg comment cho em 60. Này là 3D thái chất cực kỳ đẹp luôn. 15kg nè. Nó có 3 size á. 5, 6, 7 đây nữa nè. Dạ đúng rồi chị. Đây comment cho em 18kg. Ai lấy 18kg comment 18kg cho em nè. Đó. Bộ này em sale 60 nha. Này là bộ bé giùm em. Bộ 3D bé 15 cho tới 25kg. Con
nước vô đi xô ho hoài vậy bà. Đi bà lấy chai nước uống. Ho hoài vậy. Không chị ơi, trong váy ghim dài bữa hổm nó lọt vô một hai cái thôi. Đâu có đâu. Rồi lên cho em bộ này em bán tặng đi da cá nè mấy chị ơi. Da cá này giờ em tặng luôn cho rồi đi, mệt quá. Lên cho em da cá xịn sò luôn. 56 57 kg về mấy 6 60 kg cho em. Bộ này giờ sale cho mấy chị luôn 79.000. 79.000 cho em da cá xịn 79.000. Alex xanh comment xanh cho em 79.000 nha. Bộ này 60 kg về cho em. 79.000. Trong váy là nó nằm trong lô rin đùi á, mà nó sót vô, nó lọt vô một hai cái thôi. Chứ em từ xưa giờ em không có bán trong váy. Comment cho em 79.000 xanh. Bà này cái gì bà cũng lấy hết trơn á. Lấy xong bà xả ra một đống luôn. Đây bộ mango. Mango này 62 kg, mét 665 cho em mango nè. Bây giờ xả luôn đi, xả xuôi đi 85.000 luôn, chơi luôn. Lên cho em con mango 85.000. Xả tặng á. Mango cho em nha, bộ này 100.000 đó mấy chị ơi. Bây giờ sale luôn 85 nè. Xả cho bớt xuôi coi. Comment cho em xanh dương. Xanh dương cho em 85.000, 60-62 kg về. Chị ơi đơn, đơn hồi hôm qua là hồi trưa này em đóng đơn đi rồi nha. Bây giờ mua là mua đơn sau nha chị. Comment cho em màu đỏ. Mango này giờ sale luôn 85 nè, có hai bộ thôi. Màu xanh dương với màu đỏ nha. 85.000. Hồi tối là hồi trưa em chốt đi rồi, còn bữa nay bây giờ em like là để dồn với ngày mai. Nè mấy bà. Chốt đơn ra bill hết trơn rồi nè. Nhắn tin không trả lời, chán thiệt. Chán mẹ này tết nghĩ sao tao bán bao nhiêu dữ vậy không biết. Không có gọi nữa chị ơi. Ví dụ như chị mua quen bên em gọi á, thì chị mua gì em cứ chốt đơn đi thôi, không có gọi nữa. Tại vì thường khách mua là anh bóc qua tin nhắn, thì bên em mới nhắn tin qua để chốt đơn. Còn chị nào mà không có nhắn tin á, là chỉ gọi điện một đơn đầu tiên thôi. Đơn sau là cứ vậy chốt đi thôi chị ơi. Đây 55kg về, comment heo xám cho em đi. Bộ này sale 75.000 nè. Comment cho em heo xám, bộ này da cá nha, 55kg về. Heo xám cho em 75.000. Tại vì shop em là chỉ chốt đơn qua messenger thôi, qua bên tin nhắn á, chứ không có gọi điện. Chỉ có khách mới á, là đơn đầu tiên là mới gọi điện để kiểm tra số điện thoại có đúng hay không thôi. Bà này bán bao nhiêu dữ không biết. Ừ rồi, lấy tôm lửng. Con này lửng hay dài đây? Nó mua nhiều đó đó. Bà tới bữa chốt đơn ha. Lấy có 4-5 bộ vậy. Còn nhiều đó thôi, để còn nhiều qua Tết chị lấy. Bây giờ hết riêng đùi rồi. Comment cho em bộ thái này em sale mấy chị ơi. Bộ thái phối này em sale 80.000 nè. Comment cho em thái phối nha. Thái phối này 60kg về em sale luôn 80. Comment đỏ đô cho em 80. Đỏ đô. Đỏ đô giùm em 80 riêng đùi hết rồi. Ghim đùi tối la hết trơn rồi đó bà ơi. Bây giờ còn ghim dài à. Ủa Thảo trên đó là ghim gì hả? Ghim lửng hả? Ngố hả? Ngố rẻ hả? Bây giờ còn quần ghim ngố mà loại không giãn á. Có bà nào coi không, tôi sale cho. Ngố không giãn á. Ủa chị Đăng Thảo này, chị nói chị đâu có mua bộ là gì. Ủa chốt lộn mày hả Thảo? Bà mua áo với quần không mà Thảo ơi. Thanh Thảo nào nữa trời. Có một bộ 79. À lộn bộ 79 rồi.
Bộ 79 là bộ 3D của Thanh Thảo kia. Bán xíu nha mọi người. Thái phối cho bé Nguyễn Trần, bộ đó sale 80. Thái phối đó mặt không đẹp quá thôi. Khoác kaki còn nha, kaki còn nhiều lắm. Rồi mấy chị lên cho em bộ ton đi. Lên cho em bộ ton đi mấy chị ơi. 60-62kg về ton lửng. À chứ chào, bộ này ton đùi rồi. Thôi ton đùi em sale luôn 70 đi. Ton đùi 69.000. 80. 79 đâu ra. Nghe 99 cái 79 à. Comment cho em đùi, đùi, đùi cho em. Comment đùi cho em nha, 60kg đổ về. Ton đùi em cũng đang mặc đùi nè, 69.000. Cái ton lửng, lai dục chứ gì cục ton lửng. Ở đây là đùi, cục này đùi luôn. Đùi mấy chị ơi, ton đùi 69 nha, ton lửng là đang sale á. Ton lửng là 79, ton đùi. Trời ơi, ton đùi mát lắm luôn đây nè. Cục hay cục thôi, đừng lấy nhiều, mắt trong ginh lên nhé. Đùi cho Dung Nguyễn nè, 69. Dung Nguyễn 69 đùi. Nắng chết nè, chạy qua lấy đồ chạy về, chảnh nè. Rồi, chị nào lấy bò em mặc, comment số 2 cho em bò em mặc. Em sale 69 luôn đi. Sale cho mấy chị 69 về mặc cho đẹp, số 2 nè. Ai lấy bò em mặc comment số 2. Ê, bò này khác nữa, bò này nó không có cái viền. Ủa mình mặc có lộn không vậy ta? Hình như tôi mặc lộn cổ rồi mấy bà ơi. Trời ơi má ơi, mặc lộn cổ rồi. Đợi tôi xíu, cái cổ này nằm sao mới đúng. Khơi khơi thiệt chứ. Hèn gì sao nó cứ mặc nó cứ giật giật lên. Trời ơi mặc lộn cổ nãy giờ mà không biết trời. Ai kiếm mày đâu? Ôi đặt cái xương gọc cho nó chưa? 107.000 xương gọc luôn. Ừ, mời cho nó đi. À Dung Nguyễn là bé Dung đó nha Thảo ơi. Thấy chờ nó nhắc tôi mới nhớ luôn. Trời ơi má ơi, nãy giờ mặc lộn cổ mấy má ơi. Thiệt lộn cổ xuống ao thiệt chứ, bộ đồ người ta đẹp vậy nè. Hèn gì mặc nãy giờ thấy nó giật. Thiệt tình luôn á. Mắc cỡ quá, mắc cỡ. Bộ đồ ta đẹp gì nè, nãy giờ mặc tàu lao âm binh gì đâu. Ok bé Dung, có lộn với Dung Nguyễn. Bộ đồ ta dễ thương vậy, tôi mặc nó ra cái đường gì tôi không biết nữa. Rồi mấy bà comment cho em bộ này số 2 đi, em đang mặc nè. Nhờ vậy mới biết lộn á, chứ không chưa biết lộn cổ nữa. Số 2 cho em mấy chị ơi, xe 69 luôn, cho mấy chị mặc cho sướng đời luôn. Ton này là ton nhung nha, hàng mắc tiền á. Ai mua bộ ton này về mặc đi rồi biết. Comment số 2 cho em. Số 2 giùm em nha. Bộ này em lấy em mặc rồi. 69.000 giùm em. Comment cho em số 3 mấy chị ơi, số 3. Ai lấy số 3, comment số 3 cho em màu tối. 69.000. Quần là quần có túi nha mọi người. Số 3 nè. Số 3 69. Rồi để em like hết bộ này đi. Rồi em qua. Em qua lửng cho. Số 4 này có 2 bộ. Rồi comment cho em số 4. Có đợi chị xíu. Số 4 mấy chị ơi, số 4. Đẹp lắm luôn. Comment cho em số 4 nè, 69.000. Số 4. Thím mời bà mặc đùi qua cho bà bộ này, cho bà mặc đùi. Bà mặc vừa bộ này nè. Số 4 nha mẹ em. Cho bà mặc đùi đi cho má. Ừ. Số 4 mấy chị ơi. Rồi bộ cuối cùng số 5 cho em 69.000 số 5.
Con lửng là 79. Số 5 cho em. Này là tôn lụa, à xin lỗi, cái này là tôn nhung nha mọi người. Tôn nhung mấy chị làm vải cực kỳ đẹp luôn. 69k. Rồi lên cho em con lửng. Lửng nha. Lửng sau, lửng 79. Thôi lửng 75 đi, bán rẻ luôn, lửng 75 đi. Lửng 75 cho em bán tặng luôn à, lửng này em bán tới 85 lần á. Giờ em sale 75 luôn. Quần dài em hết rồi chị ơi, lấy quần lửng mặc giùm em đi. Lấy quần lửng mặc đi, đây. Comment số 1 cho em, 60-62kg số 1. Em sale cho luôn 75 ngàn, không ai bán mấy chị Nhung này 75 đâu. Số 1 cho em. 75k số 1. Lửng đi chị ơi, lửng mặt cho má. Comment cho em số 1, 75. Em cũng còn có vài bộ, không có nhiều đâu mọi người. Comment cho em số 2 nè, số 1 cho bé Dung. Comment số 2 cho em 75 luôn đi. Trời, nó bán rẻ cho mấy chị luôn. Số 2, 75 ton này em bán 85 lần á, xưa giờ luôn á. Mà nay em còn có rất to, bán rẻ cho hết luôn á. Comment cho em số 2, 75 ngàn. Số 2, 75 giùm em. Số 2 này có 2 bộ nha. À, số 2 này tới 3 bộ luôn má ơi. 3 bộ số 2. 179 nè, sao cây nó mắc như vậy. Trời ơi. 167. À. Rồi comment cho em số 3. Số 3 giùm em mấy chị. Số 3 cho em nha. 75 ngàn bộ số 3. Ai lấy số 3, comment số 3 cho em. 75 kìm. Màu tối thì mẫu đó, còn mẫu này thì qua màu sáng nè. Ai thích màu sáng thì mẫu này màu sáng. Comment cho em số 4. Số 4 giùm em số 4. Trời to này mai mốt vô mà cỡ chừng mà tháng 4, tháng 5 trở lên là em nói thiệt mấy chị không có to nào bán á. Vô cái mùa nóng á người ta thích mặc to lắm. Số mấy đã? Số 5. À số 4. Số 4 cho em. Comment cho em số 5 nè. Số 5. Ê bộ số 5 này size nhỏ nha. Bộ số 5 này 55kg nha mấy bà ơi. Bộ số 5 này 55kg nha. Tôn nhung nó còn mấy mẫu này à nha em ơi. Màu tối màu sáng á. Cục lại dẹp ra. Số 5. Comment cho em số 6 nè. Số 6. 75 ngàn số 6. Số 5 cho Nguyễn Liễu. Nguyễn Liễu số 1. Số 6 giùm em. Số 6. Con này sale cho mấy chị là 75 ngàn á. Số 6 giùm em. Số 6 cho bé Dung. Gì bà? Bỏ xuống đó đi. Đẩy cái ghế xích ra làm sao đấy. Ờ ngồi nó chơi đi. Rồi comment cho em số 7. Số 7 mấy chị ơi, số 7. À lấy số 7 comment. Ủa bà Trinh đâu mà bà kêu tôi lên ton, bà chạy đâu vậy? Số 7. Số 7 cho em, số 7. Số 7 nha. Trời ơi nhiều bông lắm mấy bà ơi. Nhiều bông, nhiều màu lắm. Comment cho em số 8 nè. Số 8 nha mấy chị, số 8. Nó nhiều bông lắm. Nó vô coi là nó quảng hồn nó chạy ra. Nguyễn về giọng chí gì đó.
Rồi bộ nữa số 9. Bộ đó dưới đi. Mấy bộ đó lên rồi. Rồi em lên bộ tung nha mấy chị. Số 9 à, số 9. Số 9 nhà mẹ em lên đùi chưa? Trời ơi đùi đang sale 69.000 kìa bà ơi. Đùi đáng lẽ định bán 95-75 á, mà thôi sale 69 á. Số 9 cho em mấy chị ơi. Đưa cục đùi lại. Đùi lấy đi tính cho 69.000 thôi nè. Em nhập vô là 65 rồi đó. Giờ em bán luôn 69 nè. Đùi mắc quá mấy chị. Đây bộ tôi mặc comment số 1 nha bà ơi. Ai lấy bộ em mặc comment giùm em số 1. Số 1. Cái cổ vậy mới đúng nè. Tôi mặc sai cổ. Trời má ơi bé trai mới vừa lên nãy xong mày thọt ra sọc vô kiểu này tôi đâu có like được. Tôi vừa lên đồ bé trai xong rồi. Vừa lên đùi xong vô. Bây giờ tôi chỉ có thể like lại cho bà được đùi thôi. Comment số 1 cho em nè. Số 1 là bộ em mặc nha. Cái bà chạy ra chạy vô tôi vừa like xong đâu có like lại được. Khách đang đợi. Đây số 2 nè. Bộ đùi nè 60kg về 69.000. Số 2 giùm em. Số 1 em mặc xanh đen. Số 2 bộ này số 3 nè. Đùi này 69.000 nha mấy chị ơi. Đùi tôm nha. Con này tôm nhung vải đẹp lắm. Số 3 giùm em. Rồi cái cuối cùng số 4. Rồi đó bà chạy đâu nữa rồi đó. Số 4 nè. Đùi màu màu tối mà nha. Màu nhu nhu mà không có màu màu đà màu tươi. Ở đây còn cục hả cục chung. 2 vô 1. Số 4 rồi phải không? Lỡ cầm cục này luôn. Số 5. Số 5 cho em mấy chị ơi. La bữa trưa buồn ngủ thiệt chứ. Số 5 đi mấy bà. Số 5 nè. Số 5 giùm em nha. Số 5. Đó. Đùi nha. Rồi mấy chị ơi. Mấy chị coi gì comment cho em đi. Hay em sale lộn xộn. Số 5. Đẹp quá. Mấy con này nè. Số 6 nha mấy chị ơi. Số 6 nè. Số 6. Rồi em sale lộn xộn đi cho nó sung sung đi. Mấy bà im quá. Em buồn ngủ quá trời luôn rồi á. Chấm bài giùm em mấy chị. Em buồn ngủ quá luôn. Mấy chị em chấm bài giùm em gì hết. Đúng là buổi trưa đuối thật chứ. Đây bộ này bộ tiểu thư nè mấy bà. Chấm bài lên mọi người ơi. Chấm bài lên cho nó. Cột này đau đầu quá. Miếng này đau đầu quá. Đúng là mua đồ ngoài đường nó thiệt mệt thiệt chứ. Giảm mà cố luôn. Lên cho em tiểu thư lão đi. Em sale cho luôn. Lô này bán cho mấy chị 85.000 nè. Tiểu thư tay lỡ 60kg về cho em 85.000. Chị Nguyễn Thuy ơi, cái chỗ của chị á, giao hàng tiết kiệm nó nghỉ luôn cái chỗ của chị rồi. Cái tuyến của chị là nó đóng tuyến luôn rồi, chỗ đó không có gửi giao hàng tiết kiệm được. Mà bây giờ em gửi bưu điện á, thì giống như bữa hổm, gửi bưu điện của chị bị trả về nguyên đơn em cũng biết sao luôn. Bây giờ nếu mà chị chắc chắn chị nhận được bưu điện á, thì em gửi bưu điện. Chứ để em chạy tuốt cả 10 cây số em gửi bưu điện cho chị xong rồi tới nơi hàng không nhận được trả về nữa tội nghiệp em lắm. Thiệt luôn, em mới vừa hỏi hồi sáng. Bên giao hàng tiết kiệm nó nói là cái tuyến chỗ chị là đóng luôn rồi. Không biết nó bị gì. Cho nên đơn chị giờ em vẫn chưa gửi được luôn. Chiều nay chị sẽ không gọi đầu để đi ăn về mới gọi. Không gọi về nó hơi nghịch. Thank you.
comment cho em tiểu thư đi. Thôi giờ bỏ nó làm việc nhà làm đi. Đưa viết đi chị ghi cho. Có mấy chị để chị làm được rồi. Không ai trên. Tên chơi giết thời gian. Tiểu thư giùm em. Giao hàng tiết kiệm chỗ chị không có mở. Giao được nhưng mà ý giao bên khác á. Chứ bây giờ em nói mấy chị nghe, bây giờ em gửi giao hàng tiết kiệm từ xưa giờ. Bây giờ không lẽ có một đơn hàng em chạy cả 5-7 cây số để em gửi đơn hàng cho mấy chị, gửi qua bưu điện. Chứ nhà bên mấy chị biết em về quê rồi, nhà ở trong tỉnh, ở trong huyện chứ đâu phải là ở thành phố đâu. Cho nên là cái đường giao hàng nó khó lắm luôn. Đây tiểu thư nha. Tiểu thư này là 60kg về em sale 85.000 à. Chị nào lấy tiểu thư comment cho em quần dài tay lỡ nha. 65.000. Nếu mà chị chắc chắn chị nhận được giùm em đi, em chạy ra bưu điện em gửi cho chị. Trời ơi khổ ghê, em không biết sao gửi hàng cho chị luôn. Comment cho em màu đỏ. Màu đỏ, màu đỏ 85.000 nha. Giùm em đỏ. Chứ giờ em cũng bó tay chấm cơm luôn á. Rồi đây em còn bộ bé nè. Em 3kg không có chị ơi. 23kg đừng có tiểu thư được không? Bộ bình thường thôi chứ tiểu thư không có đâu. Đây bộ bé cho em 18-20kg bộ bé trai giùm em nha. 60.000 bộ bé trai nè. Em bao chất vải luôn 18-20kg. Comment cho em bé trai 60. Bé trai giùm em 60.000. 18-20kg. Rồi lên cho em bộ ngố đi 55.000 mấy chị ơi ngố. Ngố 60kg về giùm em 55.000. Ai lấy ngố comment ngố cho em 55.000. Em có bộ bé gái 25kg mà là bộ bình thường thôi chứ không phải tiểu thư. Chị nào lấy ngố comment ngố cho em 55.000 mấy chị ơi, quần có túi luôn, ngố. 55k ngố. Ai lấy ngố comment ngố. 55.000. Ngố nè. Kiếm gì sale cho mấy chị coi mà khách vắng quá. Khách đông đông em lôi hàng ra em sale được, khách vắng quá em cũng chả biết bán gì. Có ai coi bộ thun không mọi người? Ai coi bộ thun em sale cho nè. Mango này thôi giờ em sale luôn 75.000 luôn. Mango nè 75.000. Mango gọn sống cho em 60kg về. Đây. Chị nào lấy mango comment cho em 75.000 nha. Bộ này em sale cho luôn 75 nè. 75.000 mango. Ngố có chị ơi, ngố nhiều mẫu lắm. Ừ sale lộn xộn đi cho dễ lấy ha. Chị nào lấy mango comment 75. 75.000 mango. Đây lên cho em bộ ngố chữ vàng sale 75.000 chữ vàng nè. Ai lấy chữ vàng comment cho em 40-60kg nha. 75.000 à, xin lỗi 55.000. Trời ơi mặt đã lắm mấy bà ơi nè. Chất thun mềm mịn co giãn đẹp. Comment cho em bộ ngố chữ vàng nha. 75.000 à, xin lỗi 55.000 chữ vàng. Chữ vàng 55 giùm em. Bộ này bán tặng cho về mặt cho đã mấy bà ơi. Chữ vàng 55.000 cho Mỹ Tiên Bùi nè. Mỹ Tiên Bùi nè 55. Ai lấy chữ vàng nữa comment 55k. Ok cho Nguyễn Liễu số 2. Nguyễn Liễu số 1 nè. Ok chị.
comment nha, 55 ngàn. Rồi lên cho em con này, con báo đi mấy chị ơi, con báo nè. Ai lấy báo cam comment cho em, báo cam bộ ngố 55 ngàn. Em bán cho mấy chị giá học sinh sinh viên luôn. Comment cho em báo cam. Ai lấy báo comment cho em 55 ngàn luôn. Ngố ngố nha mọi người ơi, ngố. Ai lấy báo comment báo cho em 55 ngàn báo. Đây. Đó. Chị nào lấy báo comment báo cho em 55k. Ngố này em có mấy mẫu á, 55k nha. Rồi qua. Chắc lôi trên nóc lôi xuống sale cho mấy bà quá. Lên cho em đùi, đùi lộn xộn. Đây lên cho em cô Tông Thái, em còn bộ nè. Cô Tông Thái này 60kg về em còn bộ nha. Bây giờ xả luôn cho mấy chị 79 ngàn Thái. Ai lấy Thái comment Thái cho em 79 ngàn. 60kg về Thái này 110, giờ sale 79 luôn, còn đúng bộ luôn. Chị nào lấy Thái đỏ comment 79. Thái đỏ 79 giùm em. 60kg về Thái đỏ 79. Rồi TC mấy chị ơi, TC nè. TC cho em 50-52kg về, bộ này sale luôn. TC nha, xả cho mấy chị luôn, 69.000 TC. TC quần dài 50-52kg. Comment cho em màu xanh dương đi, 69.000. Xanh dương 69.000. TC này là chắc y chang Thông Thái vậy đó. TC 69 giùm em. Chấm chấm bài giùm em đi mấy chị ơi. Trời ơi, mấy chị không chấm bài cái lượt tương tác ít lắm mọi người. Mấy chị chấm chấm giùm em. Thái đỏ 79 cho bé Dung nè. Chị nào lấy xanh dương comment cho em. Xanh dương này 55-56kg về. Tại em tới 3 bộ xanh dương rồi nha. Em tới 3 bộ xanh dương là à, có bộ lửng nè. Bộ lửng này sale 65 ngàn nha. Lửng 65. Ai lấy lửng 7 tóc comment cho em 65 ngàn. Form này 50-52kg về cho em 65 ngàn lửng. Lẫn 65 ngàn giùm em. À khoác đốm. Khoác đốm em về, em sáng em lưu bô em chưa úp mẫu. Khoác đốm 100 ngàn nha. Chị nào coi khoác đốm em lên. Không hết rồi chị ơi. Con bé bữa có mấy bộ xả tặng hết trơn rồi đó, còn đâu. Còn ít cái xả tặng cho mấy bà hết trơn rồi đó. Bà kêu tôi lên tôm đưa lửng cái bà chạy đâu mất tiêu. Rồi đùi. Rồi đùi 35 ngàn mấy chị ơi, đùi 35 nè. Bộ đùi này 55kg về cho em, bộ thể thao đùi sale 35 ngàn luôn. 35 ngàn. Comment cho em sọc xanh đi 35 ngàn. Sọc xanh 35 ngàn giùm em, sọc xanh. Đó. 60kg lấy mẫu đốm bữa đi. Sọc xanh 35, 55kg về. Đây comment cho em sọc đỏ này 50kg về nè. Sọc đỏ này 50kg về, 35 ngàn luôn sọc đỏ. Mà đâu nó em đây làm chi nè. Ai lấy đùi comment còn ri đùi đó mấy bà ơi. Đây 60kg thì chị lấy xài của 60kg. Đỏ 35 này 50kg
nha. Lấy hai bộ đi bà Thanh Thúy Lê ơi. Thanh Thúy Lê nè, lấy hai bộ mặc đi. Bộ này sale có 35 ngàn. Bộ thể thao đùi á. Em còn bộ sọc xanh với sọc đỏ nha. Còn bộ sọc xanh sọc đỏ đó, chị có lấy thì ok. 35 ngàn. Rồi lên cái đốm này cho em đi. Đốm này 60kg nè. Đốm này bán cho mấy chị 100 ngàn thôi đốm nha. Nè. Đây size này 60-62kg cho em đốm. Sale cho mấy chị 100 luôn. Đó. Sọc xanh 35 đẹp lắm luôn. Bộ này mà mấy chế không mua uổng. Bộ thể thao này có 35 ngàn. Em sale á. Thể thao này là hàng tới hả? Tới hàng bữa trước em bán 55 ngàn á. Đây lên cho em 60kg. 60-62kg comment màu tím cho em đi. Cái này em sale cho mấy chị nha. Cái đốm này em xả cho mấy chị đúng 100 ngàn. Hàng này em bán 120 nè. Bây giờ em sale 100 luôn. Ai lấy màu tím ruốc comment cho em 100 ngàn. 60-62kg về. Comment cho em màu ruốc. Trời ơi đốm này bao đẹp cho mấy bà luôn. Hai túi ngoài hai túi trong giùm em nha. Đây comment cho em màu xanh nè. Đốm này sale cho mấy chị đúng 100 ngàn cái luôn. Lên cho em màu xanh. Màu xanh, màu xanh cho em 100k màu xanh. Màu xanh giùm em. Có 45kg lấy cái form 50-52kg đi. Tí xíu em lại cái form đó cho. À cái màu hồng này của chị, màu hồng này của chị Diễm Nguyễn đó ta. Size nhỏ cũng có nha. Đây màu vàng bà, màu vàng nè. Còn size này là size 60-62kg. Đó màu vàng. Đốm này sale 100 ngàn. Màu vàng nè. 100k màu vàng. Đây cái màu hồng. Ok em. Đây màu hồng giùm em mấy chơi màu hồng 50-52kg có. 52kg đổ về. Comment cho em màu hồng. Ai lấy hồng comment hồng cho em. Đốm này 100 ngàn. Phải đẹp lắm. Lên đốm 50-52kg nha. Đốm size nhỏ nhất luôn á. Đây. Trời ơi. Áo này bị gì vậy? Rồi 50-52kg. Em có màu xanh. Xanh này size nhỏ giùm em nha mấy chị ơi. 50-52kg thôi nè. Xanh nè. Đây em lên cho mấy chị coi cái form này. Đủ màu nha mọi người. Đốm này là đốm 6 túi giùm em nha. Ở trong 4 túi, ở ngoài 2 túi là 6 túi giùm em.
Đây là size này, là size nhỏ nhất là 50-52kg. Tay xỏ ngón nha mấy chị ơi. Tay là tay xỏ ngón giùm em nha. 50-52kg cho em, size nhỏ nhất. Em mặc cái này là muốn chật luôn á. Thì mấy bà 50kg cho xuống thôi mấy bà ơi. Tôi mặc này chật nè, tôi 52kg nè. Đó. Vậy là size 1X của nó là 50kg xuống thôi. Em mặc muốn chật luôn. Ba em mặc muốn chật luôn. Size này 50kg đổ về thôi nha. Đó. Nó có 6 túi giùm em. Đó này 6 túi nha mọi người. 100.000 cái. Đó. Ai lấy comment giùm em 100.000. Không em ơi. Mẫu 6 túi này nó có size nhỏ không mà. Size 55kg về thôi. Đó chị nào lấy size của 50kg em có màu xanh, màu vàng nè, màu da nè. Màu xanh, màu da. Màu da nha, size này là 50kg đổ về cho mấy chị bốn mấy 50kg đó. Màu da nè. Đây màu da. Ai mặc size nhỏ thì lấy áo này. Lấy cái đốm size nhỏ này. À, size lớn nó chỉ có 4 túi thôi. Lấy màu nào chị? Màu da hay màu xanh chị? Màu da hay màu xanh comment giùm em. Đây màu xám nữa nè, màu xám. Màu xanh dương. Màu xám, màu xanh dương, màu hồng, màu ruốc. Màu ruốc nè. Màu xanh đúng không rồi? Ờ tùy theo lô nó về chị cũng chả biết luôn. Ok nguyên liệu nè. Chị đâu biết đâu nó về size, nó về loại nào bán loại đó. Đây là size 50kg nha. Ai có lấy size 50kg nó comment. Còn 55kg thì có màu khác. 55kg thì có màu vàng. Coi lộn xộn nha. Lộn xộn nha. Có chị nào lấy gấm không mấy chị ơi? Có chị nào lấy gấm satin không? Bộ này em đang sale nè. Bộ này em sale luôn 70 đi cho hết luôn nè. 70 gấm satin cho em 70, 55kg về 70.000. Chị nào lấy gấm satin comment cho em 70. Em có màu này là màu xanh biển nè. Xanh biển 70. Ai lấy xanh biển comment 70. Gấm satin nha, 55kg về. Xanh biển giùm em 70.000. Xanh biển. Đủ màu mấy chị ơi. À xin lỗi, cái đó xanh lá. Cái này xanh biển nè. Xanh biển màu vàng, màu hồng, màu đỏ, màu cam. Cái gấm satin này xe 70 nha. Có chị nào lấy gấm satin comment lộn xộn. Chị đang kiếm lộn xộn nè. Tại vì hàng chị chất theo ấy hết trơn rồi. Đây cục này lộn xộn nè. Bữa trưa like cái view lên không nổi luôn. Đây comment che máu kiểu đi. Lên che máu kiểu đi mấy chị ơi, 50kg đổ về. Lên cho em kiểu 50kg về nha. Áo này giờ tặng luôn 20.000. 20.000 giùm em 20. Kiểu giùm em 20 nha. Kiểu 20. 20
Ok cho Nguyễn Liễu. Cái này em sale luôn cho rồi đi, mệt quá. Rồi comment cho em con này sơ mi nè. Sơ mi kiểu luôn. Sơ mi kiểu luôn cho em nha, 10k đi, 50kg về 10k. 10k giùm em ấy, sơ mi comment 10k. Sơ mi nha 10k. Rồi lên cho em mã kiểu tay dài luôn. Lên cho em mã kiểu tay dài luôn nha. 10k luôn, tay dài, tay dài. Tay dài 10k luôn. Ai lấy kiểu tay dài comment cho em 10k luôn mấy bà ơi. Cái này tặng nè mấy má. Tặng nè. Tặng lấy về mặt đi, 10k tặng cho em. Chia sẻ bài giùm em mấy chị ơi. Tay dài cho Liễu Trần nè. Chia sẻ mạnh mạnh giùm em mấy chị. Tay dài 10k rồi, lên cho em cái đầm len đi. Chị nào lấy len phông rộng comment cho em rộng nè. Len rộng này chắc 65kg luôn, em tặng luôn 25.000 rộng rộng. Chị nào lấy len rộng comment cho em 25.000 rộng. Áo len mặc cực kỳ đẹp luôn. Coi nó dày nó mịn nè mấy bà. Tặng luôn 25.000. Len len cho em. Len giùm em mấy chị ơi, 25k. Em còn 2 cái nha, áo này 65kg mặc được luôn. Em còn 2 cái len. Còn cái quần tây nam nè, bà nào mua cho ông chồng bận thì mua size 32 nha. Còn cái quần tây nam size 32 nè. Quần tây nam cho em size 32 tặng luôn 30.000. Còn con cái 30 luôn. Mấy chị mua cho mấy ông chồng bận 30.000. Tây nam cho em 30. Rồi gắt bao luôn. Cái quần nam nó bự quá. Cái này bỏ trong bao nó nhăn ra thôi. Để cho ông Tám đi. Xô cầm đó qua cho ông Tám đi xô. Thôi cậu hỏi ông Tám, ông Tám mặc vừa không? Cho ông Tám đi. Ờ, mẹ bán luôn rồi xô ơi. Đưa đây, đưa cho mẹ. Bán luôn. Ờ. Cô này cô lấy rồi. Em tưởng hôm mai lấy em cho luôn cho rồi. Bán rẻ quá uổng, để cho ông chú không bận. Đẹp lắm luôn trời cái quần nè. Vải đẹp lắm, bà mua về đi bà ghiền luôn á. Bé Nguyễn Trần sale 30. Rồi lên cho em, từ từ để em lo hàng em sale. Ngày nào ngay đâu tâm em ngay đây tâm chi ngày nào. Rồi lên cho em bộ ngố mấy chị ơi, bộ ngố. Lên cho em bộ ngố đi, bộ này em sale nha 45.000 luôn. Quần có túi cho em 60kg về. Comment cho em ngố cúc 45.000. Cúc ngố giùm em 45k. Sáu mươi ký về, comment cho em cúc ngố. Quần có hai túi, quần đen, quần đen hai túi. Comment cho em ngố cúc. Rồi 35.000 bộ đùi. Chị nào lấy đùi thế nào comment 35.000, 55kg về. Đùi thể thao cho em 35.000. 55kg về cho em thể thao 35. Thể thao cho em 35 luôn.
live buổi trưa vắng lắm, tại vì mấy chị không có biết em live buổi trưa. Rồi phong rộng mấy chị ơi, rộng cho em 35.000 rộng. Ai lấy rộng chuột comment 35k. Rộng chuột 35 giùm em. Rồi áo len tay dài. Áo len tay dài cho em 30.000. Len tay dài 30. Bé Nguyễn Trần Cúc Ngố 45 nè. Rộng chuột 35. Út Dương inbox qua giùm em cái chị ơi, inbox qua giùm em cái đi. Comment cho em tay dài, tay dài 60kg về nha. Tay dài nam 60kg về 30.000 luôn. Tay dài nam 30, 60kg về cho em tay dài nam. Tay dài nam 30.000. Comment cho em nam rộng nè. Nam cho em 60kg về áo nam nha. Áo này sale luôn 35.000. Áo nam cho em 35.000. 60kg về 35 luôn. Áo nam 35. Thôi áo nam nó sale 30 luôn đi, 30.000 luôn. Comment cho em sơ mi 10k áo kiểu. Áo kiểu cho em 50-52kg về 10k nha. Ai trắng comment trắng cho em 10k. Trắng 10k. 50-52kg về. 10k cho Nguyễn Liễu nè. Lên xăng đi mấy chị ơi, đang sale rẻ quá trời nè, lên xăng đi. Ok rộng chuột cho Út Dương nè. 35. Ta comment cho em mã áo kiểu đi. Trời ơi xuất sắc luôn. Chị nào lấy kiểu comment mấy chị mặc lên là không có thấy nha. Mấy chị nhìn vậy á chứ mặc lên có ngực là nó kéo lên vậy nè. Đó. Lên cho em mã áo kiểu. Áo này em tặng luôn 10k. 60kg về 10k cho em. 10k. Ai lấy comment cho em áo 10k. Dạ cảm ơn chị Diễm Nguyễn, em đang sale nè chị ơi. Bữa nay em live buổi trưa để em sale hàng nè. Chị nào lấy áo kiểu 10k comment cho em. Cảm ơn chị Diễm Nguyễn nha. Đây lên cho em quần u mì. U mì cho em 52kg về u mì nè, có nút nè mấy bà. Quần mì này sale luôn 45.000. Mì mì màu xanh riêu nha mấy chị. Comment cho em mì chín tóc 45.000. Mì mì xanh riêu, xanh riêu 45. 45 cho chị Diễm Nguyễn. Chị hỏi em cái áo khoác nè chị Diễm Nguyễn ơi. Áo này em sale 90 nè. Áo khoác này em sale 90 nè. Chị hỏi em cái này phải không? 65kg nè. Phải đi ok giùm em. 90.000. Dạ ok chị. Rồi lên cho em một cái quần đuổi nam nè. Quần đuổi nam này mấy chị cho mấy anh nam, mấy ông trẻ trẻ tầm 60kg về á. Quần đuổi nam cho em. Đây có túi đằng sau luôn. Em bán tặng cho quần này 35.000. Chị nào lấy đuổi nam comment cho em 60kg về. Size này size L, quần đuổi nam cho em 35.000. 60kg về cho em 35.000 đuổi nam. Ai lấy đuổi nam comment nha, 35.000.
này nè em còn hai cái size S. Size S là 52 kg, size M là 55-56 kg. Comment cho em quần u mì. Chị nào lấy quần mì thể thao comment quần này hồi tối em bán nhiêu vậy ta? Quần này hồi tối 59.000 hay á, bây giờ sale luôn 55.000. 55.000. Chị nào lấy quần mì thể thao comment cho em. Em còn size S và size M. Em sale luôn 55.000 cái. Em còn hai cái nha, size S và size M. Em mờ cho Mỹ Tiên Bùi nè. Không biết tối bán nhiều quên này. Ghê. Rồi mấy chị lên cho em bộ này đi, em sale luôn cho. Bộ satin này em sale luôn 65.000 nè. 65.000 giùm em 60-62 kg về. Em sale bộ này 65.000 nha. 65.000, chị nào lấy satin comment cho em 65k. 60-62 kg về. 65.000 giùm em. Quần dài nha mọi người, 65k. Comment cho em satin 65. Em xả bớt mới đồ cho chống chống mấy bà ơi. Rồi lên cho em áo kiểu 50 kg về, em sale cho áo kiểu này nha, 20.000 áo kiểu. 20. Comment cho em kiểu 20 cho Nguyễn Liễu nè. Satin 65 cho chị Úc Dương nè. Ok chị Úc Dương nè. Ok chị Úc Dương nha. Rồi lên cho em mã áo len mấy chị ơi, áo len nha. Trời đẹp quá. Lên cho em con len 60 kg. Con len đỏ 60 kg cho em xả luôn cho mấy chị 40.000 về mặt nè. 39.000. 39.000 comment len đỏ cho em 60 kg về. 39. Đỏ 39 giùm em nha. Comment cho em đỏ 39. Đỏ 39 cho chị Diễm Nguyễn nè. Diễm Nguyễn đỏ 39 rồi. Ra comment cho em đen, cái này cổ trụ nha. Trời ơi cái này mới chế mặt vô nó giãn ra len, cơ bản của nó là giãn mà. Rồi lên cho em đen đi, lên đen cho em 25.000 đen. Đen cho em mấy chị thấy vậy thôi chứ mặt vô nó sẽ ôm theo dáng của mình đó. Lên cho em đen. Mấy bà không tin tôi chồng cái này vô cho mấy bà coi nè. 25.000 cho em. Mấy chế mặt vô nó giãn ra nó ôm đẹp lắm luôn. Đen 25. Cho chị Nguyễn Liễu nè. Mặc cái len này đi mới thấy nó đẹp. Số cái lỗ tai mẹ bị nổi một dị số đau quá số. Trong lỗ tai á. Đau quá. Tắt đi. Rồi lên cho em một mã này áo tầm gãy mấy chị ơi. Áo gãy Nhật nha, áo gãy Nhật á. Nè, người ta kêu tầm gãy cũng được. Công sở đúng chất luôn. 52 kg về cho em áo gãy. Chị nào lấy áo tầm gãy comment áo này giờ xả luôn đi. 39.000 luôn áo gãy. Áo tầm gãy cho em 39.000. 39.000 tầm gãy. Gãy 39 cho Nguyễn Liễu nè. Bây giờ bà anh lấy bánh lấy sữa uống đi. Rồi comment.
men cho em áo đá. Áo này 60kg về sale 25.000 luôn. 25.000. Chị nào lấy đá đen comment cho em 25k đá đen. Đá đen 25k. Comment cho em đá đen 25.000. Cầm đàng hoàng nha để đổ. Nó ho hoài kêu về uống nước thì lì đi sợ luôn á. Chút ly chương 25k. Lì quá nói hết biết nghe rồi. Hết ngoan rồi. Chút ly chương rồi nha. Rồi lên cho em một cái đầm phong rộng mấy chị ơi. Một cái đầm phong rộng nè. Đầm Babydoll đó. Phong rộng cho em. Ai lấy đầm phong rộng comment 39.000. 39.000 cho em. Áo nó bị dính dơ đó. Để mày về mày giặt mặt. Lên cho em đầm Babydoll nha mấy chị ơi. 60kg về 39.000 luôn. Cái áo dơ kìa kìa ngay tay kìa. Áo trước nè. Bỏ xuống là nhìn thấy liền. Nguyên một đốm dơ đó. Nó bị dính gì á. Comment cho em đầm 30. Ngủ nằm xuống đi. Nằm xuống nó ngủ đi. Cái áo phát mẹ đâu. Nằm xuống. Nằm chịt xuống đi. Nè. Rồi. Ôm đi. Ngủ. Rồi ngã cái ghế xuống. Bé Nguyễn Trần ok chị nè ngủ đi, chiều mẹ chở cho đi ăn. 39. Ừ. Chiều mẹ chở đi ăn. Trai qua nha mấy chị ơi. Trời áo kiểu nữa rồi mấy bà ơi. Áo kiểu rồi. Lên cho em đỏ đi mọi người. 50-52kg về đây. Phía sau nó bo nha mấy chị ơi. Kiểu đây là hàng 55 nè. Bây giờ em sale luôn 39.000 đỏ. Ai lấy đỏ comment đỏ. 50-52kg về 39k đỏ. 39k comment kiểu đỏ cho em. Đỏ 39. Trời ơi. Đây mấy bà ơi. Nó mặc như vậy nha. Đó nó mặc có nửa trên nửa dưới vậy thôi. Cái áo này tôi tặng nè. Bà nào mặc comment mã tặng cho em đi. Tặng tặng ai lấy tặng comment tặng. Tặng cho mấy bà về mặc á. Comment cho em áo tặng. Đỏ 39 cho chị Diễm Nguyễn nè. Đủ đi coi. 39 nè. Rồi mấy chị comment che máu 2 giây. Trời ơi. 2 giây này có sẵn mút ngực luôn hả? Ghê vậy. Lên cho em 10k mấy chị ơi, 10k. Comment cho em màu vàng bò 10k có mút ngực luôn, 50kg về 10k. Vàng bò 10k giùm em. Em cũng biết ở đâu trong lô mà giục mấy áo này vô cho em thiệt tình. Rồi lên cho em con sơ mi đi mọi người. Sơ mi nè. Sơ mi cho em. Sơ mi nha. Cái áo tặng này cho bé Tuyền đi. Lên cho em con sơ mi này đi. 55kg sơ mi nha. Sơ mi này 55kg. Em sale cái sơ mi này 25.000 cho mấy chị luôn. 50kg. 55kg, Bích Tuyền áo 10k nè. Chị đang sale mới hàng giá rẻ nè, xong về để dành bận. Đồ mới đẹp không luôn. Sơ mi 25 mấy chị đẹp ơi. Sơ mi này 25 nha. Cho chị Diễm Nguyễn, sơ mi 25. Diễm Nguyễn nè. Diễm Nguyễn sơ mi 25 hết rồi chị ơi. Rồi lên cho em mã áo kiểu luôn. Áo kiểu này có dây rút giùm em nha mọi người. Đây nè mấy bà ơi. Đây dây rút giùm em.
Chị nào lấy đen comment áo này em sale luôn cho mấy chị, áo kiểu dây rút nha mọi người. Nè, ở phía sau nó có bo nha mấy chị, phía sau nó bo nè. Form này 50kg về thôi, comment đen cho em đi, áo này sale 35 luôn. Đây, áo này em sale 35k luôn. Chị nào lấy đen comment cho em đen 35. Áo kiểu xịn luôn, áo này em bán 55.000 đó. Comment cho em đen 35, 50, 52kg. Kiểu đen cho em 35.000 đen. Trời ơi, sơ mi lụa. Sơ mi lụa mấy chị ơi, sơ mi lụa giùm em. Ai lấy sơ mi lụa comment cho em 60kg về sơ mi lụa nha. Áo này sale luôn 35.000. Comment cho em sơ mi lụa 35k. Cái vải nó mềm nè mấy chị, cực kỳ mềm đã luôn, 35.000 sơ mi lụa cho em. Ai lấy sơ mi lụa comment 35k. Cho chị Diễm Nguyễn nè. Hết rồi chị Úc Dương ơi, chị Diễm Nguyễn lấy hết rồi. Đây lên cho em con kiểu đi. Con kiểu cho em mấy bà ơi, mặc vô nó giãn ra đẹp cực kỳ luôn. Lên cho em con kiểu đi, comment kiểu cho em. Đây phía sau nè, em sale luôn cho mấy chị con kiểu này 35.000 luôn. Lên cho em kiểu 35, kiểu 35 giùm em. Comment cho em 50, 52kg 35.000. Rồi. Ai lấy kiểu 35 comment cho em. Rồi lên cho em quần giấy mấy chị ơi, quần riêng giấy. Comment cho em quần riêng giấy nha. Em có size S và size M. Cái này là size S là khoảng 48-50kg size S nè. Đó. Chị nào lấy riêng giấy comment cho em quần dài luôn, em sale luôn riêng giấy nha mấy chị. Bây giờ em tặng cho mấy chị luôn 45.000 cái. Size S là 48-50, còn size M là 52-53kg nè, 52kg. Chị nào lấy riêng giấy comment em sale luôn 45.000. Trời ơi, vải đẹp ghê luôn. Quần dài nha mấy chị ơi, quần dài cho em. Đây, em còn 3 cái. Em còn 3 cái nha. Một cái size S với hai cái size M. Thôi em sale luôn 35.000 đi, 35.000. Em bán cho hết luôn 35.000. 35.000 cái nha. Em bán ba, chị Diễm Nguyễn lấy bán đi, cái này đẹp lắm. Em sale 35 luôn á. M. Em còn cái M và cái size S nha. Em sale 35.000 cái đó. Em còn cái M và cái size S. Dạ cái này là riêng giấy á chị, chất đẹp lắm. Thiệt mà, em thấy đẹp quá em sale rẻ, em mới kêu chị lấy bỏ uổng á. 35.000 à. Chị lấy 3 cái đi, em đảm bảo với chị về chị nhìn cái chất nó chị ghiền luôn. 35.000. Đợi em xíu em sale mớ hàng cho mấy chị ơi. Em lấy mớ hàng ra em sale rẻ cho mấy chị về, cho mấy chị về, mấy chị nào mà sỉ về mấy chị bán lại. Tại vì hàng này bên em toàn là hàng mắc tiền mà bây giờ em sale cho mấy chị. Em giải toàn bớt cái kho em mới được. Nó nhiều quá hàng về không có chỗ để. Đây lụa size đại nè. Lụa này 60kg bây giờ em sale cho mấy chị luôn nè. Lụa pyjama 60kg về nè. Em sale luôn cho mấy chị 59.000 bộ nè. 59.000. Chị nào lấy vàng comment vàng cho em. Em sale luôn 59k vàng nha. Size 2X 60kg về á. Comment cho em vàng lụa lẫn 59.000. Quần là quần có 2 túi nha mấy chị. Hàng bao xịn sò luôn. Sale 59.000. Chị nào lấy lửng vàng comment lửng vàng cho em 59. Hàng này bữa bán 75 nè.
Em bán bình thường đã rẻ mà bữa nay em sale cái nữa thôi rồi luôn. Comment cho em vàng 59.000. Lên cho em bộ đùi. Bộ đùi 50kg về nha. Bộ đùi nè sale cho mấy bà luôn 25.000 bộ. 25.000 bộ đùi. Chị nào lấy đùi 2 giây comment cho em có túi trước nè. 25.000 đùi. Bộ này 50kg về nha. 50kg về thôi, đùi 25. Cho Thủy Tiên bộ nè. Cho Nguyễn Liễu bộ nè, 25.000 luôn. Hết rồi chị, tới chị Thanh Thúy Lê là hết nha. Đây comment cho em. A à, còn bộ. A à, bộ này bộ lửng rồi. Bộ lửng. Chị nào lấy lửng comment lửng cho em 35.000 lửng. Hết đùi rồi chị ơi, em còn bộ lửng nè 35.000. Ai lấy lửng comment lửng cho em đi. Lửng 35.000 lửng. Lửng cho chị Thanh Thúy Lê nè 35.000. Lửng cho chị Thanh Thúy Lê nha. Đây em còn chục quần chip ren nè. Em còn chục chip ren nè. Ai mặc ren comment chip ren cho em một chục là 10 cái. Em sale luôn. Chip ren này chục 10 sale luôn 70.000 một chục cái nè. Đó. Chị nào lấy chip comment chip cho em màu đen nhiều nha. 40-60kg 70.000. 70.000 một chục giùm em. Chị nào lấy chip ren comment cho em nha. 70.000 một chục. Bao cho mấy bà mặc luôn. Em sale luôn 70.000 á. Có một chục à Ngọc Linh ơi. Nó sót ở trong đống này chỉ có một chục cái à. Rồi mấy chị lên cho em bộ satin đi. Bộ satin cho em 55kg về satin nè. Bộ này giờ sale luôn 65.000 luôn. 55kg về satin. Trời ơi mấy bà sĩ lụm này. Cái này trước bán 95.000 nè mấy chị. Mà bây giờ nó rớt lại. Nó còn 1-2 cái nè. Sale cho mấy chị luôn satin 65.000. Quần là quần có túi luôn nè. Đó. Trời ơi mấy chị không lấy nữa. Em nói thiệt uổng lắm luôn. Hàng em sale mấy chị toàn là hàng đẹp mắc tiền không á. Mà tại vì em xả cho hết luôn á. Em có hai bộ nha. Chị ơi chị lấy mấy bộ chị Diễm Nguyễn. Cái này mấy chị nhập sĩ là phải 8X là ít nhất. Tại ngày xưa em cũng lấy 8X mà. Em có hai bộ nha. Sale có 65.000 à. Trời ơi satin. Bán rẻ cho chị em mình mua về. Bà nào sỉ thì bán. Bán ra bao ngon luôn. Còn chị nào lẻ thì mua lẻ về mặt là giá quá rẻ luôn. Cho chị Diễm Nguyễn hai bộ này. Dạ có 65.000 à. Ok chị nha. Hàng này bán. Hết rồi bà Trinh ơi. Trời ơi em nói là em mà một khi mà em lên em like buổi trưa là mấy chị biết là em xả hàng không đó. Nhiều khi buổi tối em không có thời gian em lên mấy cái hàng mới không có kịp. Còn ngày nào mà em like vào buổi trưa này là em xả hàng hết cho mấy chị luôn á. Đây nè satin pyjama nữa nè. Đó. Bộ này chứ bán 100.000 nè. Giờ sale cho mấy chị bộ này luôn 70 nè. 70 cho em. Comment cho em LV 70. Satin pyjama cho em 60kg đổ về. 70.000 thôi. Trời ơi mấy chị nhìn cái hàng biết rồi. Mấy chị nhìn cái hàng là biết rồi. 70.000 cho em. Mấy chị lên săn nhà em kiểu này còn hơn. Mấy chị đi lấy sỉ mà mấy chị lựa từng cái từng cái. Cái nào đẹp em sale rẻ mấy chị lụm liền. Toàn bộ là em sale dưới giá nhập không luôn. Cho chị Diễm Nguyễn nè. 70.
Em like mà con em ngủ. Rồi comment cho em bộ này bộ lụa lửng 2X đi mấy chị ơi. Bộ này lụa lửng 2X cho em 60kg về nha. Lụa lửng này 85.000 nè. Bây giờ sale luôn cho mấy bà luôn 65.000. Comment cho em lửng 2X 65.000 cho em. Nhìn cái lụa hàng nhà em là mấy chị biết rồi. Đây, chị nào lấy lửng 2X comment cho em 65.000 luôn. 65.000 lửng 2X. 2X bên em là 60kg về 65.000. 65.000 cho chị Nguyễn Liễu nè. Trời ơi mua đi mấy bà. Về đừng nói sao Ngọc nó bán rẻ quá nha. Rẻ mà đẹp quá chịu không nổi luôn. Rồi lên cho em một cái quần ngố. Quần ngố cho em 55kg về quần ngố nha. Bây giờ sale luôn quần này 25.000 ngố cho em. Chị nào lấy ngố comment ngố 25k. Năm mươi lăm ký về quần ngố cho em 25.000 ngố. Ai lấy ngố comment ngố 25. Ngố 25 cho ngố cho chị Liễu Trần. Liễu Trần ngố nè. Liễu Trần ngố 25 nè. Chị Liễu Trần lấy trước rồi chị Diễm Nguyễn ơi. Lên cho em bộ satin. À xin lỗi. Xin lỗi, bộ này là bộ bộ phi lụa giùm em nha, đúng chất phi lụa luôn. 55kg về phi lụa, bây giờ em sale bộ này luôn 55.000. Cái đây là phi lụa chứ không phải là phi nha, mà là phi lụa. Dày dặn đẹp cho em. Comment cho em bộ đùi. Đùi cho em 55kg về nha, bộ này sale 50.000 đi, 50 thôi. Comment cho em 50. Đùi 50. 50 thôi Thủy Tiên ơi. Cái này là phi lụa nha, hàng siêu đẹp á. Thủy Tiên nè, bộ này sale 50 thôi. 50. Thủy Tiên lấy rồi chị ơi. Rồi lên cho em bộ ngố đi, 60kg về bộ ngố nè. Bộ ngố Thái cho em 60kg về, bộ này sale luôn cho mấy bà luôn 65.000 ngố Thái nha. 65.000 cho em ngố. Chị nào lấy ngố Thái comment 65k. 65k giùm em ngố Thái. Đây lên cho em bộ thể thao đùi 50kg về. Lên cho em bộ đùi TC 50kg về, bộ này sale luôn 40.000. Quần có túi luôn nha mọi người. Chị nào lấy đùi vàng comment cho em 40. 50kg về vàng 40. 40.000 giùm em đùi sắc nách. 50kg về 40. 40.000 giùm em. Đùi vàng cho chị Ngân. Ai chết cha, hai Ngân Mai luôn hả? Ai cha. Chị Ngân Mai ơi, chị Ngân Mai cái hình avatar mà hai vợ chồng á nha. Tí xíu inbox qua giùm em cái nha chị. Em ghi chị Ngân Mai số 1 á. Chị Ngân Mai mà hình avatar là hai vợ chồng á, inbox số này thì chỉ qua giùm em nha. Bà Ngân Mai sao không có nha. Rồi cute nè. Cute 60kg về, bộ này sale 45.000 nè. 45.000 giùm em 45.000. Ai lấy dịch comment dịch cho em 45.000 dịch dịch. Ây cha. Hai bà Ngân Mai luôn. Comment cho em dịch mấy chị ơi 45.000 thôi. À. Nhưng mà có inbox không tin cho em chưa? Dịch cho em 45.000. Dịch cho chị Úc Dương nè. Dịch cho Úc Dương 45 rồi. Rồi lên cho em. À vậy hả? Ai biết thấy hai ba cái Ngân Mai.
Rồi comment cho em bộ lụa lửng đi. Lụa lửng này 60kg về mấy chị ơi. 60kg về sale 59.000 lửng nè. Chị nào lấy lụa lửng comment 59.000 cho em 60kg về. Lụa lửng giùm em 60kg về 59.000. 59, 59 giùm em. Comment cho em lụa lửng 59 nha. Rồi rồi mua hoài phong ok. Từ từ cứ từ từ. Rộng thái này bây giờ em sale luôn. Cái này là rộng thái nha, chất siêu đỉnh luôn. Bây giờ em sale cái rộng thái này 35.000 luôn. 35.000. Ở đây còn được mấy cái rộng thái nha, sale 35 luôn. Comment cho em xanh. Ai lấy xanh comment 60 số 2 ký về xanh 35. Comment cho em xanh rộng 35. Ở đâu còn được hai cái nè. Comment cho em màu đỏ 35.000 luôn đỏ. Rộng thái đây là hàng 55 nè. Đỏ cho em 35.000 đỏ. Xanh cho dì Diễm Nguyễn, áo này quá trời ngon luôn. Comment cho em đỏ 35. Hết xanh rồi. Hết xanh rồi còn đỏ, đỏ. Comment cho tôi đỏ đi mấy bà. Còn đỏ nha. Lên cho em con đỏ đi mấy chị. Trời con đỏ đẹp vậy không lấy mấy bà. Xanh hết rồi lấy cho em đỏ rộng đi. Đỏ rộng cho em đi 35.000 thôi. Đẹp nhất cái nách luôn. Cái này là thun thái đó chứ phải thun thường đâu. Đừng lấy 35.000 tưởng thường. Nguyễn Liễu nè 35 nè. Đỏ hết rồi. Hết đỏ rồi Út Dương ơi. Lên cho em con tay dài 55kg đi. Tay dài quần dài 55kg nè. Bộ lụa tay dài này sale luôn 70.000. Xả tặng luôn 70, 55kg về. 55kg về cho em. Comment quần có túi nha. Comment cho em tay dài 70.000 tay dài. Lụa tay dài em 55kg về 70. Tay dài cho em 70. Trời ơi. Lên cho em áo kiểu đi. Áo kiểu đỏ gì chị ơi. Tay dài cho Nguyễn Liễu nè. 70 đỏ gì mới được. Comment cho em áo kiểu. Trời ơi xuất sắc cho 50kg về. Cho em áo kiểu. Cho em áo này tặng luôn cho mấy bà nè. Tặng luôn 20.000 về mặt cho em. À, cái nào trước đây, cái này trước mới đúng nè. Comment cho em cúc 20. Áo này là áo kiểu vải lụa nha, 20.000. Bèo bèo cúc bèo 20 cho em. 50kg về 20. Đỏ tay già hết rồi chơi. Cúc bèo cho em 20.000, 50kg về. Comment cho em rộng hồng đi, em sale luôn 20 luôn rộng hồng. Chị nào lấy rộng hồng comment cho em 20.000. Rộng hồng 20. Áo cho chị Văn Nguyễn nè 20. Áo này áo lụa vải đẹp cực kỳ luôn. Comment cho em rộng hồng 20 luôn. 20 rộng phải không chị Diễm Nguyễn ơi. Rộng hồng. Rộng hồng cho chị Út Dương nè. Rộng hồng cho chị Nguyễn Diễm 20 mà cái áo kiểu hết rồi nha. Rồi lên cho em.
đỏ bi. Đỏ bi này hả? Đỏ bi nào ta? Cái này là trái dâu, còn cái hồng này là bộ cute. Lên cho em 50kg về nè, bộ lụa lửng nè. KT lụa 50kg về nha. Bộ này sale 35.000 luôn. 35.000. Ai hết rồi chị ơi, chị không có, chị không comment rộng, cái chị kia comment rộng hồng chị lấy rồi. Trái dâu này là lụa. Comment cho em bộ lửng nha, 35.000 lửng. Lửng này 50kg về cho em 35.000. À 30 đi, 30.000 lửng. Ai lấy lửng comment lửng 30. Lửng giùm em mấy chị ơi, dễ thương lắm luôn, 50kg về 30.000 lửng. Này là lụa lửng. Lụa lửng cánh dơi 60kg đổ về. Lửng cánh dơi 60kg về cho em. Bộ này 85.000. Hàng siêu đẹp. 85.000. Trời ơi, mặc bộ này đẹp tuyệt vời luôn. Chị nào lấy dâu comment dâu cho em. À 80 đi, bán 80 thôi. Comment cho em dâu 80. Bán rẻ cho mấy chị luôn. Dễ thương lắm, 80.000 dâu. 40-60kg. Ai lấy dâu comment dâu nha, 80. Rồi mấy chị lên cho em bầu đuổi nè. Bầu đuổi cho em mấy chị ơi. 50-52kg về đuổi Quảng Châu nè. Trời ơi vải đẹp ghê chưa. Em sale cho mấy chị bầu này luôn, 55.000 về bận. 55.000 về bận cho em, comment cho em đuổi xanh. Rất là đẹp luôn. 50-52kg em sale 55.000 bộ này. Bán như bán giống như bà sĩ chưa được giá này nữa. Hai cả em còn hai bộ em xả luôn 55.000 nha. Em còn hai bộ. Alex xanh comment xanh cho em 55k xanh. Hai bộ lấy luôn đi chị Diễm ơi, mấy cái hàng này đẹp lắm luôn á chị. Không em nói thiệt, tại vì chị nào mà bán em thích lắm. Tại vì những cái hàng này mấy chị về đảo đảm mấy chị sẽ lời nhiều. Lời nhiều mấy chị sẽ mua của em nữa. Em mà xả một cái là mấy chị cứ yên tâm đi, ai mua bên em quen thì biết. Em bán giá cho mấy chị thiệt luôn. Nhiều khi em nhập về xong rồi em để riết rồi em xả lỗ cho nó hết luôn. Bị hoài gì. Rồi lên cho em khoác. Khoác cô tông TC nha mọi người. Em có hai cái nè. Hai cái TC cho em 40-60kg. Một cái màu vàng bờ với một cái màu xanh dương. Em còn hai cái. Em sale luôn 55.000 cái. Đây 60kg về cho em. Có túi trong nha, có túi trong luôn. Em sale luôn 55.000. Chị nào lấy phát vàng bò, comment vàng bò cho em. Em sale 55.000. Tay màu xanh nè. 55.000. Hai cái cho chị Diễm Nguyễn dạ, 55.000 thôi. Cho chị Diễm Nguyễn nè. Em bán rẻ hết rồi Liễu ơi. Hết rồi chị Liễu ơi, chị kia chị lấy rồi. Rồi lên cho em một cái khóa công ty nè. Trời ơi cái này bữa trước bà nào mua biết nè. Có tem chống hàng giả, hàng công ty. Cái khóa này em bán lâu dữ lắm rồi nè. Trời ơi vải bao đã luôn. Chị nào thấy cái khóa này có quen không nè. Đây hai túi ngoài hai túi trong cho em. Cái này là size L. Size L size 60kg luôn. Hàng công ty bây giờ sale luôn 65.000. Đây mấy chị coi nè. Em nói hàng nào ra hàng đó mấy chị ơi nè. Hai túi ngoài hai túi trong cho em. Chất này đẹp lắm luôn. Em sale luôn 65.000 cái. Ai mà bán hàng này rồi biết hàng này là 100 mấy chục ngàn cái nè. Có tem chống hàng giả đâu luôn cho mấy chị luôn á. Ai mua quen bên em cái hàng này thì biết lâu rồi. Cho chị Diễm Nguyễn em sale 65. 65 ngàn.
hàng công ty nha mấy chơi, mà công ty á 50kg là có khoác đốm nha chị Mỹ Trang ơi, 50kg em có khoác đốm. Mẹ cho chị Diễm Nguyễn hết rồi nha Thu Loan. À, cái này em xe 65 nè. Rồi có chị nào mua áo chống nắng không? Em còn vài cái em xả luôn cho nè, nguyên set chống nắng luôn. Hàng này em nhập, mấy chị biết em nhập tới 8X đó nè. Tại vì nó là chống nắng hai lớp, nó là nguyên bộ luôn nha. Nè nó là hai lớp, mấy chị mặc lớp ngoài lớp trong gì đều được. Bây giờ em sale luôn, em còn cái này em còn nhiều lắm mà, nằm ở dưới thì bây giờ thấy được mấy cái bán mấy cái nè. Nó là hàng hai lớp giùm em. Em sale luôn cái chống nắng này nha. 55.000 cái, em xả lỗ luôn, 55.000. Đây. Nó là hai lớp cho em. Đây tay nè mấy chị. Tay có nút gài lên luôn nha mọi người nè. Tay nó có nút gài lên nè. Đó. Hai lớp cho em. Em sale luôn áo chống nắng 55.000. Em còn hai cái luôn nha, 55k. 55k giùm em nguyên cái set chống nắng. Chị nào lấy hai cái em sale cho 100 luôn. Chị nào lấy hai set chống nắng em sale cho 100.000 luôn, em bán cho hết luôn á. Hai cái 100 á. Chút đi chị ơi. Khoác chắc đại em chút đi, khoác. Khoác đó em có hình, có gì em up hình cho, tại nãy em mới like áo khoác xong rồi á. À đây em còn một ít bộ bé nè. Em còn ít bộ bé nè mấy chị ơi, bộ bé nè. Dễ thương lắm luôn, đây bộ này 18-20kg nè. Bộ bé cho em. Xét trong váy bé, bao đẹp luôn, 10-17-18kg. Em sale cho mấy chị set bé này luôn nha, 45.000 set. Hàng này bữa em bán 65 nè. Hàng này bữa em bán 65, giờ sale luôn 45.000. Chị nào lấy mèo comment mèo cho em sale 45 luôn. Cho chị Diễm Nguyễn nè. Diễm Nguyễn 45. Rồi lấy màu xanh được không Mỹ Tiên Bùi ơi? Lấy màu xanh được không bà? Lấy ai lấy xanh comment xanh cho em xanh. Em còn xét màu xanh nha, màu xanh. Mấy Tiên Bùi lấy xanh được thì ok giùm tôi nha, 45.000 thôi. Sale luôn cho rồi đi. Rồi lên cho em màu hồng. Màu hồng này sale luôn cho mấy bà luôn, hồng nè. Bộ này khoảng 17-18kg nè, 15-18kg. Comment cho em màu hồng đem sale luôn 45.000 hồng. Quần là quần có hai túi giùm em, cô tông đẹp, bộ này 65 á. Comment màu hồng. Màu hồng em còn hai bộ 45 luôn. Rồi màu xanh. Ai lấy xanh comment xanh sale 45.000 hết nha. Màu xanh. Đây em còn mấy bò bé đó. Hết rồi chị ơi. Cái đó nó có một bộ màu mà chị Diễm Nguyễn ơi. Cái đó em có một bộ màu mà. Mọi thứ nó sót bộ một bộ á. Hết trơn rồi chị. Đã bây giờ xanh đôi lượt hai đứa luôn, sướng nha. Rồi lên cho em sale. Đây. Áo thái giùm em mấy chị ơi. Thái nè, để trong bao riết mà nó nhăn. Comment cho em thái cổ trụ. Thái cổ trụ cho em 55-56kg về cổ trụ thái. Ai lấy thái cổ trụ comment áo này giờ sale luôn 40.
40.000 thái trụ cho em 40. Thái trụ 40. Thái cho chị Diễm Nguyễn nè 40.000. Rồi comment cho em thái rộng. Thái rộng cho em mới chơi. Thái rộng 35.000 cho em 35.000. Ai lấy thái rộng comment 35k luôn. Thái rộng cho em 35. Rồi lên cho em cute tay dài. Cute tay dài quần dài nha. Sale luôn cho mấy bà luôn 60.000 bộ. 60.000 cho em cute tay dài quần dài 60. Rộng cho chị Diễm Nguyễn nè. Thái rộng xe 35 nè. Comment cho em tay dài quần dài cute Quảng Châu nha. Em sale luôn bộ này đi 60.000 dịch. Ai lấy dịch hồng comment 60. Bộ này em bán 80.000 nè. Đó 60.000 cho em dịch hồng. Còn bộ xả luôn 60 dịch hồng. Đây áo khoác hồi nãy em còn cái 65 nè mấy chị ơi. Áo khoác nãy em còn cái màu xanh rêu. Xanh lờ luôn 65.000 xanh rêu. À cái này tay ngắn. Comment cho em áo khoác mà tay ngắn mấy chị ơi, áo dây kéo á. 60kg về. 60kg về comment xanh rộng cho em đi. Áo này sale luôn cho 35.000 luôn. 35.000 xanh rêu. Nó là dạng áo khoác nhưng mà là tay ngắn á mấy chị. Nó cũng hai túi ngoài hai túi trong luôn nhưng mà cái tay nó mới dài, cái tay nó ngắn thôi. 35.000. Chị nào lấy xanh rêu comment 35.000 cho em. Xanh rêu 35. Đây mì đùi em còn cái nè. Mì đùi em còn cái nha. Xanh L. Xanh L 52-53kg mì đùi. Chị nào lấy u mì đùi comment còn cái em xả luôn cho 40. U mì đùi 40.000. Rồi lên cho em mã áo kiểu. Áo kiểu cho em 50kg về em sale cho áo kiểu 20. Comment cho em kiểu 20. Kiểu 20 giùm em mới chơi kiểu 20. Cho chị Diễm Nguyễn nè. Bữa nay mấy bà mua hàng đơn hàng không có nhiều tiền hết trơn á mà hàng nhận về chất lượng cực kỳ luôn. Kiểu 20 cho Diễm Nguyễn. Hết rồi bà Nguyễn Liễu ơi. Rồi lên cho em bộ đùi đi mấy chị. Bộ đùi cho em bộ đùi nè. 55kg về bộ đùi. Em sale cho bộ này 25.000. Chắc đã lắm luôn. Mềm mịn cực kỳ. Ai lấy đùi comment đùi 25.000 cho em. Bên máy của chị là em sao nha em ơi. Chị đang coi hai má em đều sao hết trơn á. Đùi 25 giùm em. Em tính bên máy của em nha mấy chị. Muốn coi tôi gõ máy này ra cho coi nè. Như nè. 25. Đùi 25 hết rồi em có một cái nè. Rồi comment cho em áo thái phông rộng. Thái 60kg cho em áo này sale cho mấy chị luôn 40 thái. Chị nào lấy thái rộng comment 40. Thái rộng nha 40.000 thái rộng. Thái rộng cho chị Diễm Nguyễn nè. Hàng này nhập 45-480. Rồi em còn 3 cái mì đùi size S nha. Em còn 3 cái mì đùi size S. Size S là size 50kg nha mấy chị. Nè nó có túi đây nè. Về mấy chị gọc túi cho em. Quần nào cũng có hai túi hết. Chị nào lấy mì đùi comment. Ai mà mặc cái u mì đùi này gọi là mai mốt mấy bà bỏ quần jean luôn. Nó đã 40.000 comment cho em 40.
Mì đùi giùm em còn 3 cái size S 40. Quần này đi sỉ không là 5X rồi, mì đùi. Em sale 40 cho mấy chị đó. Nè. Em còn 3 cái nè. 40.000. Cho Thanh Thúy Lê nè. Ai mà mặc cái u mì này rồi mốt bỏ quần jean luôn á. Mì đùi 40, em còn 3 cái nha. Đây em có mẫu beo nữa nè. Nó có 2 mẫu. Chị nào lấy mẫu beo này comment beo nha. Bé gái còn nha. Beo beo nè. Ai lấy beo comment sale 40.000 mì đùi. Comment beo cho em 40. Bé gái giờ còn gớp size nha, không có đủ size nha. Ai lấy mì đùi comment 40. Mì đùi. Mày nào ngờ đâu các em đây đây tâm chi này nè. Chị ơi, bây chị kiếm size bao nhiêu ký chị nói đi, còn thì em mới lên, còn hết thì em không có lên luôn. Tại vì bây giờ nó đâu có còn đủ size đâu. Rồi tiếp tục cho em. Đây lên cho em quần kaki đùi. Đùi kaki cho em. Size M nha. Trời ơi coi cái quần nó đã nè. 13, 14 không có còn đâu chị ơi, hết sạch rồi. Bữa hãm bán mấy chị lấy hết rồi. Bây giờ mỗi mẫu còn gớt lại 1-2 bộ thôi. Không có 13, 14 đâu. Lên cho em đùi kaki. Kaki này là kaki giãn luôn nè. Đẹp ghê chưa mấy bà. 35.000 cho em đùi. Ai lấy đùi comment đùi cho em 35.000. Không có còn. Hết rồi. Đùi cho em 35k. Hết luôn, không có còn. Còn số 9, số 10 gì thôi. Kaki 35 cho Trịnh Hạnh nè. Rồi lên cho em mã đầm thái đi. Đầm thái mấy chị ơi. Lên cho em mã đầm thái nha. Chị nào lấy đầm thái comment cho em 60kg về đầm thái. Em sale luôn 45.000. Em sale tặng luôn. Trời ơi cái đầm thái đẹp. 45.000 đầm thái. Chắc mai đi. Tối nay em nghỉ. Mai đi, mai em like cho. Em cũng biết còn không. Hình như còn 12 á. Hình như dài còn 12, 13 đó. Còn được 1-2 mẫu gì đó. Comment cho em đầm rộng thái 35.000. Đùi mấy chị ơi, đùi thể thao nè. Đùi thể thao cho em 35.000 luôn. 50kg về thể thao đùi 35k. Cái này là thiêu nha mọi người, thiêu á. Đùi thể thao 35k. Đùi. Ai lấy đùi comment đùi. Rồi lên cho em một cái áo phông rộng. Chị nào lấy áo rộng comment 35.000 rộng nha. Comment cho em rộng sọc. Rộng sọc cho em đi 35.000 rộng sọc. Rộng sọc 35. Chắc em lên cục này nữa, chắc nghỉ quá mấy chị. Rồi lên cho em bộ ngố đi. Ai lấy ngố comment ngố 55.000 ngố. Ai lấy ngố comment cho em 60kg về bộ ngố này sale 55.000 nha ngố. Ngố này 55.000 giùm em ngố. Sọc cho Út Dương nè, áo này sale 35 nè. Ai lấy ngố comment ngố 55. Coi lụa lửng cho em 60kg về lụa lửng.
comment lụa lẫn cho em nha mọi người, 60kg và em sale luôn 60.000 lẫn. Ai lấy lẫn comment lẫn 60kg về 60 lụa lẫn cho em. Đây em còn đây cái rộng sọc nữa nè. Đó. Em còn một cái rộng sọc nữa nha. Lụa lẫn này em sale 60 nha. Chị Đặng Đăng Châu nè, Đăng Châu inbox số điện thoại địa chỉ qua Messenger giùm em nha chị. Inbox số điện thoại địa chỉ qua Messenger để mời bên em chốt đơn. Dạ inbox qua giùm em. Đây lẫn em còn màu vàng em sale 60 luôn. Lụa này bao đẹp. Rộng sọc này 35.000 nha chị đẹp ơi. Rộng sọc này 35.000 cho em, cho chị Diễm Nguyễn nè. 35 nè. Đây lẫn chị Đăng Châu inbox qua Messenger giùm em nha. Đây comment cho em lẫn lẫn màu vàng 60kg về luôn. Lụa lẫn này toàn bộ em sale 60 hết cho mấy chị luôn. Comment cho em màu vàng, màu vàng, màu vàng 60. Dạ hai bộ trên tường, bộ dài bộ lẫn đều size 60kg về. Bộ dài là 85, bộ lẫn là 80. Rồi comment cho em lẫn vàng. Vàng lẫn cho em xả luôn 60.000 lẫn vàng. 60. Màu vàng cho em 60. Đây áo thể thao nam em còn 2 cái nè. Áo thể thao nam em còn 2 cái nha, thể thao nam nè. Đây, bao đã chưa? Thể thao nam cho em còn 2 cái sale luôn 35.000 cái. 35.000 cái, còn khoác viên 60. Còn chị Diễm ơi, chị lấy mấy cái nhắn tin qua cho em. Áo đó 110 đó mà em sale 60 á. Còn nha, chị lấy mấy cái nhắn tin qua cho em. Thể thao nam này sale 35.000. Cho Trịnh Hạnh 2 cái nè. Trịnh Hạnh lấy 2 cái thôi chị Như Như ơi. Sale 35 quá trời rẻ luôn. À em còn cái màu xanh nè. Còn cái màu xanh nha. Ai lấy xanh comment xanh. Ơi xanh này sắc nách rồi. Xanh này sắc nách nha. Dạ chị Diễm Nguyễn nhắn tin qua giùm em nha. Nhắn qua giùm em nha. Nhắn tin qua giùm em cho chính cho em nhớ. Lên cho em sắc nách 20. Sắc nách nam này 55kg về 20.000. Sắc nách 20 giùm em sắc nách. Ai lấy sắc nách nam comment 20. Rồi mấy chị lên cho em bộ này đi mọi người ơi. Bộ nè, bộ. Bộ cho em 50kg về bộ. Cái nào chị? Không. Đợi xíu nha. Comment cho em đen mấy chị ơi, 50kg về đen nè. Bộ này bộ thể thao cho em. Thể thao đen giùm em mấy bà ơi, đen. Qua qua mở cửa đâu rồi. Comment cho em 50kg về bộ đen đi. Bộ này em sale cho 55.000. 50kg về. Ai lấy đen comment đen 50. Không, thể thao có màu đó à. À đồ thể thao mấy ký vừa nam. Thể thao nào? Đen này cho bà Ngân Mai 50 nè. Đen cho Ngân Mai 50. Đen cho Ngân Mai 50. Áo nam này em còn có mấy cái à bà ơi. Còn có mấy cái sale à. Áo nam. Mở cái trong túi quần chị lấy 50 chị cho ổng em chị. Nói gì mà giá tiền uống cà phê. Su nó ngủ được giấc cây đó hả? Ngủ đi con, à, nằm ngủ đi.
chị đó, chứ nó đâu có nhiều. Đây nè, cái hai dây thái này, có ai lấy thêm hai dây thái không mọi người? Cái hai dây thái nè, em còn màu đen, màu trắng. Em còn hai cái nha, màu đen, màu trắng em bán tặng cho nè. Chị nào lấy hai dây thái comment cho em tặng luôn 10.000. Trời ơi ngon chưa, 10.000. Hai cái em vô bao nha. Lấy cho chị mớ bao bên đó luôn rồi nè. Đen trắng cho em hai dây thái, lấy hai cái luôn đi chị Diễm ơi. Trời ơi chắc bao đẹp cho bà luôn. Đừng nói tao mày ngủ như nào. Bây giờ ai lấy mấy cái lấy đi, em nói thiệt luôn, thái này bao đẹp luôn. Cho chị Diễm Nguyễn hai cái nè. Cái này là bán tặng á. Này là bán tặng á. Không ai bán như em đâu mấy bà ơi. Tranh thủ lụm đi. Cho Thanh Thúy, Thanh Thúy lên cái nha. Hết bịch lớn rồi nha. Đâu có còn bịch lớn đâu, ngày nào cũng tha cái em đâu có còn đủ đâu. Nè Thảo coi cái nãy xả hai cái bao này ra còn bao bự không. Cái bao trong này hết trơn, bịch lớn luôn rồi đó. Hôm qua em nhắn cho Nguyên rồi, nó quên đưa anh hay sao á, em hết trơn bao rồi. Cho bà Hoàng Yến hai cái nha. Em còn hai cái nữa đó, ai có lấy nha mọi người. Rồi em còn hai cái nha. Lấy dây màu đỏ hoặc đen chị ơi, bây giờ chị mới nhắn. Không có màu đen nha, lấy cho chị thêm cái màu đỏ nha. Rồi em xả tặng rồi mấy chị ơi. Còn một cái màu cam. Còn một cái màu cam đất thôi. Trời ơi cái áo thái này nhập vô đã trên giá 3x rồi đó. Giờ sale cho mấy chị còn một cái màu cam đất. Còn cái màu cam đất thôi nha. Chụp ra ngoài đi, kéo xích ra ngoài đóng cái cửa giùm em cái. Lệ à, chị Thanh Thúy Lê của chị là em lấy tới 3 cái lần đó nha. Màu trắng, màu đỏ với bây giờ màu cam nữa là 3 cái đó. Trời ơi, 3 cái có 30 ngàn à, thiệt luôn á. Ai cho 3 cái 30 ngàn mấy bà ơi. Mua đi rồi mới biết, trời ơi con Ngọc nó bán sao cái áo này có 10 ngàn. Bán tặng cho mấy chị rẻ như cho luôn. Nha, rẻ như cho luôn. Rồi rồi, đợi em xíu. Bực mình thiệt chứ. Rồi lên cho em thái. Bây giờ lên thái ba lỗ nè. Thái ba lỗ cho em 50kg về. Mấy chị coi cái chất thái ba lỗ. Bây giờ thái ba lỗ này em bán tặng luôn 20.000. Vừa bán vừa tặng luôn. Comment cho em màu trắng. Ai lấy trắng comment trắng cho em 20.000. Em còn được một cục thái đây nè. Trắng cho em Thanh Thúy Lê. Tranh thủ lụm đi, bữa nay là em xả buổi trưa cho mấy chị nè. À ở đây tôi còn màu cam nữa nè. Ê màu cam em còn nè chị. Cam dây cho em cam dây. Ai lấy cam dây comment nha. Thái này 15.000 cho em cam dây 15. Thôi 10. Đây
Dây em còn màu cam với màu trắng nè, ai lấy thêm thì lấy. Dây em còn màu cam với màu trắng 10k. Dây á nha, em còn màu cam với màu trắng dây đó. Đây ba lỗ em còn hai dây. Hai dây em còn cái màu đen 20.000 đen. Ai lấy đen comment toàn bộ là áo thái hết. Comment đen cho em 20 đen. Ai lấy đen comment đen 20 đen. Rồi comment cho em màu cam đất. Xuất sắc chưa, cam đất 20 luôn. Đen cho Thanh Thúy Lê nè. Đen cho Thanh Thúy Lê 20 rồi. Comment cho em màu cam đất. Trời ơi áo thái này 20.000 quá rẻ luôn mấy chị ơi, lụm lụm lẹ. Hết rồi bà Bích Ly ơi, nãy giờ bà comment sao người ta không à bà Bích Ly. Nè bây giờ bà Bích Ly mới được nè. Bích Ly inbox số này địa chỉ qua tin nhắn messenger cho em đi. Inbox số này địa chỉ qua messenger giùm em. Rồi gọng đi gọng. Kiếm hay lụm cái bao vô gom cái này giùm chị bớt cái nè. Xong việc bán chưa? Comment cho em. Comment cho em màu trắng. Vậy thôi vậy để tối đi về dẹp cũng được không sao. Comment cho em trắng rộng. Trắng rộng cho em 30.000 trắng rộng. Tại vì lôi cái hàng này ra sale toàn là bao cũ không à. Hai bao luôn cho rồi. Trắng rộng này hàng xịn luôn á, 30.000. Bao đèn ở đâu đó luôn, bao đèn biết ra nó đỏ. Trắng 30 hết rồi Liễu ơi. Chị Diễm Nguyễn lấy rồi. Comment cho em màu tím đi. Rộng này em sale 30.000, mấy bà coi chắc nó đẹp nè. Comment cho em màu tím. Hà là nằm đây ngủ với mẹ chứ không gì bà. Tại sáng dậy sớm mới đi học á. Sáng dậy sớm. Comment cho em rộng tím 30 luôn. Rộng tím cho em 30. Trời ơi, cái lô này nó đã gì đâu mấy bà ơi, gọng ginh luôn. Cái này, cái này 70kg luôn nha. Cái này là 70kg luôn. Comment cho em rộng vàng 30.000 cái. Vàng cái gì Diễm Nguyễn nè. 30. Ta đẩy bé dục lại đi. Xong rồi đó. Chị sale chỗ này nữa thôi. Vàng ngã bây giờ ở trong nó trống rồi phải không. Đẩy xuống vô trong. Sửa chân lại. Coi vàng em còn cái. Comment số 2 cho em 30 luôn, số 2. Áo thái phân rộng hết rồi em ơi. Comment cho em vàng số 2 30. Vàng số 2 cho em này là rộng. Rộng thường 30. Diễm Nguyễn. Cái khoác đi là tối còn không? Chút lấy cục 5 cái cho chị kia. Ừ, cút luôn đi, đi nằm xong. Rồi ba lỗ em còn cái cam đất nè, 20.000 ba lỗ thái. Ba lỗ thái em còn cái cam đất 20, ba lỗ thái 20.000. Cam đất. Cam đất 20. Trời ơi đẹp quá mấy bà ơi. Trời ơi mấy cái áo thái này mặc nhít nách luôn. Rồi comment cho em màu này màu da đi 20 luôn. Comment cho em màu da 20 rồi. Thấy chị cục đó. Màu da cho em 20.000. Màu da màu cam đó. Sale 20 hết đó, lụm về để dành bận. Quả đẹp mê luôn. Da 20 rồi. Comment cho em màu tím. Comment màu tím, màu tím cho em màu tím. Đẹp lắm mấy chị, áo thái siêu đỉnh luôn. Màu tím cho em 25.000, tím 25. Dạ tím 25. Thái siêu xịn. Thanh Thúy Lê tím này sale 25 nha, bao đẹp luôn. Cái này là tôi nói thiệt, tôi lôi ra tôi sale cho mấy bà đó. Rồi comment cho em áo thun.
thun này thun nam nha mấy chị ơi, nam nữ gì đều mặc được. Nếu mà nữ thì 60kg mà nam thì 55kg. Áo này em sale luôn 30.000. Áo thái á 30 cho em xanh, ai lấy xanh comment xanh 30. Xanh. Xanh đậu cho em 30. Xanh cho chị Diễm Nguyễn 30.000. Để tao gái nó cài thấy ghê ha. Đừng thúc á, không bỏ cuộc. Rồi comment cho em u mì. Trời ơi còn sọt đâu cái u mì xanh L mấy bà ơi. Em còn cái mì xịn xanh L 55kg nè. Mì này 85.000 giờ sale luôn 65 nè. Ai lấy mì comment mì cho em. Quá ngon luôn, 65.000 mì. Mì cho em 65.000. Mì 65. Chị Diễm Nguyễn lấy rồi Bích Ly ơi. Chị Diễm Nguyễn lấy rồi. Diễm Nguyễn nè. 65. Con cái rồi. Con cái rồi chế ơi. Con cái màu em xả đó. Mấy chị yên tâm đi. Tối nay em nghỉ, trưa mai em sẽ xả một like nữa, mốt em mới chốt đơn lần, cho nên mấy chị cứ lựa thoải mái. Tại vì tối nay em dắt con bé đi chơi á, cho nên em nghỉ. Rồi trưa ngày mai, trưa ngày mai chắc ngày mơ chắc em like sớm mấy chị ơi, chắc em like buổi sáng đi. Mơ chắc em like buổi sáng đi, mấy bà sáng nó khỏe hơn. Em like em xả cho mấy chị thêm một like, hai like nữa. Rồi em gom hết đơn chốt lần cho mấy bà luôn. Em bao cho mấy bà luôn, bà nào mua sỉ á, mua sỉ là về bán bao lời, còn bà nào mua lẻ là thôi thôi, cái giá quá trời rẻ luôn. Rẻ như cho luôn á mấy chị. Rồi mấy chị lên cho em áo nè, bây giờ áo này bán tặng cho mấy bà bô rip mà bô rip thiêu nè. Lên cho em màu xám đi, 20.000 màu xám, 20. Comment xám cho em 20.000. Ngày mai hả? Ngày mai ngày mai tôi chưa biết mấy giờ nữa, để tôi coi có gì tôi nhắn. Mấy bà muốn tôi like cái dắt 9-10 giờ hay là cái dắt 1-2 giờ chiều, mấy bà nói đi tôi like cho. Xám cho chị Bích Ly 20.000. Chị ơi chị tốn tiền nhưng mà chị nhận lại là hàng chất lượng mà giá rất là rẻ luôn. Bích Ly xám 20 nè. Inbox số nào thì chỉ giùm em nha chị Bích Ly. Chị nhận hàng về đi rồi chị coi mấy cái hàng mà em sale 10.000, 20.000, 30.000. Chị coi cái vải nó đi. Đẹp mê luôn á. Comment cho em rộng nè. Lên cho em cái rộng này em sale 20. Rộng rộng. Comment rộng cho em 20.000 rộng. Dạ cảm ơn chị Hồng Thắm Nguyễn. Ok vậy là chiều mai nha. Chiều mai chắc 1:30 đi, 1 giờ đi, 1 giờ chiều mai em like, em like xả nữa cho. Chị nào lấy rộng comment em sale 20 rộng. Đây em còn hai cái rộng nha. Em còn hai cái rộng này em sale 20 rộng này, phối đẹp lắm luôn nè mấy bà. Nó thái đó, cô tông thái đó, mà tại vì để lâu nó bị nhăn thôi à. Em sale 20.000 cái rộng thái nè. Em còn hai cái nha. Em còn hai cái em sale 20. Rồi lên cho em một mã áo nhũ mấy chị ơi. Len nhũ cho em 55kg về, len nhũ 20.000 luôn. Đây mấy chị coi nè. Len nhũ cho em 20, coi cái chất nè. Hả? 20.000 len nhũ. Chị nào lấy len nhũ comment 20. 20 cho chị Nguyễn Liễu nè. Đen hết rồi bà ơi. Đen nó có một cái mọt rồi Hoàng Yến ơi. Nó có một cái mọt rồi gái ơi. Vậy lên cho em màu xám đi, 20 luôn đi nè. Xám đây là bô rip nha mấy chị ơi nè. Đó, 20.000. 50-52kg về, comment xám cho em 20 luôn. Lên cho em màu xám 20. Màu xám giùm em. Màu xám 20. Xám
giùm em mấy bà ơi. À xám đó, thôi xám đó em tặng cho 10k. Chị nào lấy xám comment cho em đi, xám đó em tặng cho 10k đó. 10k thôi. Tại vì nó còn có cái một à. Nè cái này 20 nè. Cái này là thôi chất bao đẹp. Comment cho em màu hồng. 55kg về mẫu này thiêu nha, sale 20 luôn màu hồng cho em. Chị Diễm đâu rồi, lấy áo này bà về bà đẹp, cái chất của nó bà mê luôn á. Comment cho em hồng cổ tim 20. 55kg về hồng. Em còn hai cái hồng nè, 20.000 thôi. Em để cho chị hai cái luôn, chị về chị coi cái chất của nó. Thun thái đẹp luôn á, 20. Cái này dạng như mà bán mà dạng năn nỉ luôn á, mà năn nỉ mà về mà đẹp quá thì nhớ cảm ơn em nha. Ờ cảm ơn em, để cho chị cái áo đẹp rẻ nha. Đây lên cho em đầm đi mấy chị ơi, em còn hai cái đầm nè. Em còn hai cái đầm nè. Phối bao đẹp luôn mấy bà. 50 52kg về em còn hai cái em tặng luôn 20.000 lụm lẹ hai cái đầm cho em. 20.000 cho em đầm đầm. Em còn cái caro màu hồng với caro màu đen 20.000 cái. 50kg về mặt đẹp, dây kéo sau lưng nha. Đây. Còn hai cái. Sale 20 luôn. Cho chị Diễm luôn, bán lần bán cặp luôn, năn nỉ lấy cặp giùm luôn. Tại nó đẹp quá bỏ uổng. 20.000 bạc bỏ uổng thiệt. Rồi lên cho em bộ 3D đi. 3D này em sale nè. 3D này 60kg về nha, em sale luôn 65.000. 3D đẹp 65.000. 60kg đổ về. Chị nào lấy 3D em còn sót đúng một bộ dài luôn. 3D thái cho em 65.000. Dễ thương không mấy chị? 65.000 cho em 3D. 60kg đổ về là mặc ok cho em. 3D cho em 65.000. Trời ơi. Giờ này mà em còn một cái khoác nữa mấy chị ơi. Em còn một cái khoác mì xịn sò luôn. Comment cho em khoác mấy chị ơi, mì, khoác u mì nha. Đây còn cái nè, hàng này bữa 100.000 nè. Giờ còn cái sale luôn 70. Ai lấy đen comment đen cho em 70 u mì. Comment cho em màu đen 70.000. Quá sướng luôn 70. Bảy chục ngàn màu đen cho em. Có một cái màu và chị Diễm Nguyễn lấy rồi mấy chứ ơi. Thấy chưa, mấy chị thấy em lôi ra em xem, mấy chị toàn là hàng hot không luôn. Em có một cái là chế đẹp ơi, có một cái thôi nha. Đây lên cho em quần đuổi nè. Comment cho em quần đuổi mấy chị ơi. Quần đuổi 65.000 bây giờ sale luôn 50 nè. Quần đuổi này size S 52kg về. Comment cho em đuổi đen nha mọi người. Em sale luôn 50.000 đuổi đen. Em like chắc 10 phút nữa nghỉ nha mấy chị. 50.000 thôi. Cho chị Diễm Nguyễn nè. 50. Hết rồi, con cái gái ơi. À đây còn cái nữa, Liễu ơi, Liễu có con cái nha Liễu. Nè. Nguyễn Liễu có con cái nha. 50.000. Ok Nguyễn Liễu nè. Nếu mà tối nay á, nếu mà tối nay em về sớm á, nếu mà em đi tầm khoảng nếu mà tầm khoảng 7 giờ rưỡi mà 8 giờ em về kịp á, em sẽ cố gắng em lên em xả cho mấy chị cái nữa ha. Chơi đi. Nếu mà em về sớm, tối nay em đi công chuyện mà em về sớm tầm khoảng 7 giờ rưỡi em về á, 7 giờ hay 7 giờ rưỡi gì mà em về tới nhà, em sẽ leo lên em like cho mấy chị like nữa. Cho nên mấy chị tối tối mấy chị cứ vô trang em đi, coi chừng em có lên em xả nữa đó nha mọi người. Rồi em xả cục này nữa em nghỉ nha. Đây em xả cục áo thái này nữa em nghỉ. Áo thái này là hàng 65 hồi Tết em bán nè. Bây giờ em sale đi. Ủa áo thái này mới like tối. Sorry.
Thôi lỡ cầm rồi. Lên cho em áo thái 45.000, comment cho em trắng 45. Tối nay em xả nữa, em còn tới 2 kệ em đang sale rồi. Chưa tính là 2 kệ bên kia em nhiều hàng lắm mấy chị ơi, em còn sale. Áo này em sale 45 thái xịn luôn nè. Cho Nguyễn Liễu nè. 45 nè. Tối em cố gắng em lên cho. Đây cái xanh nè, cái xanh này sale 45 luôn, cái này là thái xịn luôn. Mấy chị để ý cái mạc á, khi mấy chị mua hàng mấy chị để ý cái mạc giùm em. Mà áo mà nó xài bằng cái dây, mà cái dây gân này là không bao giờ hàng xấu, không bao giờ có hàng xấu luôn. Cái mạc mà bằng dây gân á. Comment cho em màu xanh 45.000. Đâu có, cái này áo nữ mà, cái này áo nữ mà, áo thái nữ. Thanh Thúy Lê nè, sale 45 nè. Rồi áo thái này em sale 50 nha. Thái này em sale 50. À 45 luôn. Màu vàng này sale 45 luôn vàng. Vàng này 60kg về 45.000 vàng. Ai lấy vàng comment vàng cho em. Comment cho em màu vàng 45 luôn đây vàng. Đó, 45.000. À là chị không có lấy cái màu trắng đúng không? Em lấy lại. Chị không lấy màu trắng, em lấy lại. Cái này là áo thái nữ. Ok, không sao cả. Rồi thôi em xuống like nha mấy chị. Em xuống like nha, có gì cố gắng. Nếu mà em công việc em xong sớm em về á, tối em vào khoảng 7 giờ rưỡi em sẽ like nữa. 7 giờ hay 7 giờ rưỡi gì đó ha. Cố gắng lên cho mấy chị lựa đủ luôn. Rồi em cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn mấy chị nha. Dạ rồi, cảm ơn mọi người, em xuống like. Bye bye mọi người nha.